chương 962, vận sức chờ phát động. Ha ha, xem ra là ta khinh thường rồi. Các ngươi được mang đến nơi đây đều là tâm phúc thân cận của các vị thành chủ, đâu thể nào tự lo an nguy của mình mà đào tẩu. Bất quá, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, cho dù liên hợp lại với nhau thì có thể nhấc lên sóng gió gì. Thiệu ưng cười thâm trầm một tiếng, nói ra, nói xong, hai tay của y như thiểm điện thò ra sau lưng, sau đó rút lại. Hai bàn tay đã cầm một bộ cốt chảo trắng hiếu, phía trên dạng rỡ tinh quang, hiện ra mấy chục tinh khiếu, nhiễm nhiên là một bộ tinh khí cấp bậc khá cao. Cùng lúc đó, áo bào trên thân y không gió tự bay, bên ngoài thân liên tiếp sáng lên từng huyền khiếu. 283 chỗ, người vậy mà khai khiếu nhiều như thế. Thạch xuyên không thấy thế, thân sắc không khỏi hơi đổi, lầm bẩm nói. Không chỉ gã, hồ trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi theo. 283 chỗ huyền khiếu có nghĩa là thực lực của y đã đạt đến cấp bậc thành chủ, thậm chí đã vượt qua bọn người tần nguyên cứu thành chủ, cứu thành chủ. Đúng lúc này, một trận thanh âm mơ hồ không rõ từ dưới đất truyền ra. Thiệu ưng ngẩng đầu trông lại, liền thấy phương thiền vừa rồi đã ngã xuống đất, một lần nữa đứng lên chẳng biết từ lúc nào. Vết thương trên ngực gã máu me đầm đìa, có từng sợi huyết phụ màu đỏ toát ra, chỗ huyết nhục bị phá toái nhanh chóng ngọ nguậy, tự chữa lành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, thân hình gã cao lên mấy trượt, lồng ngực cùng chỗ khớp nơi vai và cổ cũng bắt đầu sinh ra từng mảnh vảy đen, trong đôi mắt huyết sắc càng đậm, một thân khí tức hung sát tăng vọt lên, nhìn giống như một đầu lân thú hung ác. Ngươi cho hắn ăn thứ gì, không giống như thú đan chữa thương. Thiệu ưng cao mày hỏi, không biết ngươi đã nghe nói qua huyết triều đan chưa? Thạch xuyên không cười nói, viên huyết triều đan này là của tam ca thạch phá không năm đó tặng cho gã, nó có dấu thủ đoạn gì đó như ấn tín ngọc huyết kia hay không, thạch xuyên không cũng không rõ. Bất quá vừa rồi phương thiền gần như tử vong, gã cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem cho y ăn vào. Từ tình huống hiện tại nhìn xem, đan dược này tựa hồ không có vấn đề gì, đồng thời công hiệu cường đại, còn vượt xa gã mong đợi. Ta còn tưởng là linh đan diệu dược gì, bất quá chỉ là đan dược kích phát nhục thân chi lực trong thời gian ngắn mà thôi." Thiệu Ưng nói một câu, thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ, không thấy gì nữa. Thạch Xuyên không đã sớm phòng bị, quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt cây trường côn tím đen, quét ngang qua hư không phía ngoài tranh một tiếng duệ minh chói tai hai cốt chảo sắc bén kéo lê trên thân côn vang ra mấy tia lửa thân hình thiệu ưng bay ngược về sau khi đứng vững nhìn cây gậy trong tay thạch xuyên không trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên đúng lúc này trên đỉnh đầu y có một mảnh bóng mờ bao phủ lại là phương thiền cất bước lao đến nâng lên một cự trưởng vỗ xuống y ầm ầm nổ vang thân hình thiệu ưng lóe lên khó khăn lắm mới tránh được mặt đất trước người y như bị trọng kích loạn thạch văng ra bắn tung tóe tạo thành một cái lỗ hổng khổng lồ kéo dài đến bên ngoài màn sáng màu máu mới ngừng lại không đợi y kịp đứng vững thân hình sau lưng bỗng nhiên tiếng gió đại tác hồ trưởng lão đã đuổi sát tới trong tay nắm một thanh thủy thủ tinh xảo lóe lên bạch quang đâm tới sau ót y thiệu ưng hừ lạnh một tiếng không có tránh né một bàn tay vòng ra sau bảo vệ đầu một tay khác đảo ngược sau lưng đột nhiên kéo một cái tinh quang trên cốt trào màu trắng kia sáng rực sinh ra một cỗ lực xé rách cường đại trực tiếp làm hư không vặn vẹo một trận. Thân thể hồ trưởng lão bị cỗ lực lượng này kéo một cái, không tự chủ được bị lôi tới gần thiệu ưng. Trong lòng của gã sợ hãi cả kinh, hai chân dẫm một cái vào mặt đất, hai chân trực tiếp ghim vào phiến đá dưới mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhưng mà, không đợi gã kịp an tâm, thân hình thiệu ưng đã phóng đến, tập kích. Cũng may Thạch Xuyên không và Phương Thiền đều đã chạy tới, ngăn y lại. Ba người liên thủ hỗn chiến một trận, một bên khác, Mặc dù Hiên Viên Hành có tu vi cao hơn một bậc so với Chu Tử Thanh nhưng cốt giáp và cốt thương trên người nàng ta đều là tinh khí hết sức lợi hại, khỏa lấp khoảng cách về thực lực của hai bên, đánh đến bất phân thắng bại. So với bọn họ, hai người Chu Tử Nguyên và Đoàn Thông đánh nhau ác liệt đến cực điểm, có thể nói là cử tử nhất sinh. Giờ phút này, Đoàn Thông đã trần trụi, tất cả phù văn tím đen trên làn da đều sáng lên, giống như là lá phù bốc cháy, truyền đến trận trận khí tức nóng rực. Theo cố khí tức này càng ngày càng nóng bỏng, da thịt của gã bắt đầu có từng sợi khói đen bốc lên bao phủ cả người gã vào trong ngay cả huyền khiếu trên thân cũng không thể nhìn rõ sau khi đánh một thương kéo dài khoảng cách trong mắt chu tử nguyên không nhịn được hiện lên vẻ kiêng rè xem ra so với hội võ nam thành lúc trước người tiến cảnh rất lớn a à. chu tử nguyên nhịn không được tán thán nói vốn định đòi lại trận thắng từ trên người con đàn bà cốt thiên tầm kia hiện tại xem như ngươi xui xẻo rồi thanh âm đoàn thông nặng nề từ trong hắc vụ quẩn quanh truyền ra a à, vậy nhìn xem ngươi có thực lực này hay không chu tử nguyên tùy ý trả lời một câu khóe mắt liếc qua chỗ chu tử thanh giao thủ với ta lại còn dám phân tâm người muốn chết đoàn thông giận tím mặt thân hình lao nhanh tới nâng lên hữu quyền đánh xuống đầu chu tử nguyên quyền phải này của gã vốn cường đại vô cùng giờ phút này được hắc vụ quấn quanh như một đầu ma sư màu đen cắn xuống chu tử nguyên chu tử nguyên thu tầm mắt lại hai tay nắm thân thương chĩa lên một cái trên mũi thương ngưng tụ ra một đoàn bạch quang tinh thần, lúc va vào quyền kia bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Chỉ thấy bạch quang cùng sương mù màu đen tương dung một chỗ, tựa như ánh mặt trời rực rỡ đâm vào trong mây đen, lập tức phát ra trận trận thanh âm suy suy. Sương mù màu đen quay cuồng kịch liệt, nhanh chóng tan rã, mảng lớn sương mù bị thiêu đốt sạch sẽ, nắm đấm đoàn thông lần nữa hiển lộ ra. Nhưng mà, bàn tay gã không phải đang ở tư thế nắm đấm, mà đang bắt chặt lấy mũi cốt thương tuyết trắng sắc bén hai tay chu tử nguyên cầm thương trong miệng phát ra một tiếng quát to giờ thân thương lên trên rồi bỗng nhiên khua một cái trên cốt thương màu trắng khắp nơi liên tiếp sáng lên tinh khiếu quang mang viết trắng trên mũi thương bộc phát ra tăng vọt mấy lần từ trong khe hở nắm tay đoàn thông tỏa ra khắp nơi nhưng dù như vậy đoàn thông cũng không thu tay lại mà thân thể tung người lên bị chu tử nguyên đẩy lên không trung nhưng vào lúc này phù văn trên cánh tay đoàn thông bỗng nhiên sáng lên mảng lớn xích hồng quang mang từng luồng xương mù nồng đậm từ lòng bàn tay gã bắn ra như hai con du xà quấn quanh thân bạch cốt thương chạy đến phía chu tử nguyên chu tử nguyên thấy thế lông mày cao lại hai tay bỗng nhiên lắc mạnh một cái bạch cốt trường thương lập tức chấn động mạnh tất cả tinh khiếu trên thân thương gần như đồng thời bắn ra một cỗ tinh thần lực cường đại trực tiếp chấn hai con hắc vụ du xà kia thành bột phấn còn không đợi y ổn định thân thương một tiếng két giòn vang bỗng nhiên từ trên đầu thương truyền đến ngay sau đó y liền thấy chỗ đầu thương tinh khí cốt thương của mình tựa như triệt để mục nát, biến thành màu đen nhánh, từ mũi thương đến cán thương, tất cả đều vỡ vụn ra. Nguy rồi, là tử cương độc, Chu tử nguyên đang muốn thối lui, đột nhiên toàn thân cứng đờ, trao mày nói. Y liền cảm thấy hai chân giống như bị đeo chỉ vào, trở nên nặng nề vô cùng, đừng nói xê dịch trở ngại mà là di chuyển một chút cũng trở nên khó khăn dị thường. Hừ, trong thông huyền tí ta đã sớm luyện vào tử cương độc, người cứ an tâm chịu chết đi. Đoàn thông quát to một tiếng, một quyền đánh tới Chu Tử Nguyên. Cửa quyền trên cánh tay phải gã ngưng tụ hắc vụ, tựa như mây đen ép thành, mang theo một cỗ áp bách cường đại không gì sánh được đánh tới. Ca ca, nơi xa, Chu Tử Thanh liếc qua thấy một màn này, lớn tiếng kêu lên. Nàng vừa mới phân tâm, liền bị một trưởng của hiên viên hành bổ chúng bả vai. Cốt khải chỗ đầu vai nổ tung ầm ầm, thân thể lập tức như một cái bao tải rách trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Tử Nguyên thấy vậy, hai mắt ngưng tụ, trong mắt tuôn ra lửa giận, huyền khiếu quanh thân đều sáng lên, thân thể vốn đã khó nhúc nhích, vậy mà ngạnh kháng vận chuyển một cái, tránh được một quyền này của đoàn thông. Một tiếng ầm vang thật lớn, mặt đất nổ bể ra một cái hố sâu, loạn thạch bay tán loạn, khói bụi nổi lên bốn phía. Trong lúc mọi người ở đây chém giết đến khó phân thắng bại, ai cũng không chú ý tới, giờ phút này bầu trời bên ngoài đại điện cuồng phong gào thét, mây vàng cuồn cuộn giống như đàn linh dương màu vàng bị xua đuổi tới, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới nơi này. Những mây vàng che khuất bầu trời này bao phủ xuống, lấy đại điện phía dưới làm trung tâm, phương viên trăm dặm chung quanh là một mảnh đen kịt, tựa như đáy nồi. Càng lâu thì đám mây càng dày, tầng tầng lớp lớp hội tụ lại cùng một chỗ, dưới một cỗ lực lượng thần bí, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tựa như gió lốc. Chính giữa có một lỗ trống đen như mực, như là con mắt, lạnh lùng nhìn xuống đại điện phía dưới. Từng tia xét thô to trong vòng xoáy đám mây ẩn hiện sáng lên không ngừng, tiếng trầm muộn ầm ầm vang lên không ngừng bên tai. Không bao lâu, vòng xoáy đã lớn vạn trượng, một cỗ uy thế cường đại đến cực điểm thai ngén ở trong đó, tích xúc thật lâu, nhưng lại một mực ẩn nhẫn không phát. Trong đại điện, năm người trong khớp huyết đại trận, ngoại trừ ách quái, bốn người khác đã hoàn toàn tê liệt ngồi trên đỉnh đầu pho tượng. Sắc mặt từng người trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Mấy người tôn đồ đều từ bỏ chống cự, ánh mắt ảm đạm, gần như tuyệt vọng. Mặc dù thần dương cố gượng giữ thẳng đầu nhưng thần sắc uể oải, chỗ sâu trong ánh mắt lại khó nén vẻ sốt ruột sầu lo. Cùng lúc đó, lối đi từ chỗ hậu điện đến cầu đá hình vòm, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng lại chưa vội chạy tới, mà cẩn thận thu liếm tiếng động, lách mình đi tới bên này cầu. Người này tự nhiên không phải ai khác, chính là Hàn Lập. Vừa mới trở lại tế đàn, hắn đã thấy được dị trạng trong khắp huyết đại trận, ngoại trừ ách quái, bọn người thần dương rõ ràng có chút không đúng, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với trước khi hắn rời đi điều này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình trước đây không lâu trong vùng đan điền bị lưu diễm huyết phân cấm chế hẳn là hết thảy có quan hệ với tình huống nơi này hoặc là ách quái có âm mưu hắn không kịp suy nghĩ nhiều tiếp đó liền thấy một màn cực kỳ thê thảm hồ trưởng lão huyền chỉ thành thủ hạ của tần nguyên đánh lén thiệu ưng không thành bị đôi cốt chảo của y đâm thủng lồng ngực chỉ nghe một thanh âm xoẹt vang lên hai tay thiệu ưng kéo ra hai bên trái phải trưởng lão kia liền phát ra một tiếng hết thảm cả người bị xé rách không chờ Nguyên Anh gã trốn đi, Thiệu ưng đã dùng một chảo xé rách, đánh cho nát bấy. Mà Phương Thiền đã hóa thân bán yêu thú, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, sóng âm cuồn cuộn cuốn tới phía Thiệu ưng. Mũi chân Thiệu ưng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt lướt ngang sang, sau khi tránh thoát công kích thì lướt thẳng đến chỗ Thạch Xuyên không. chương 963, không đơn giản, Thạch Xuyên không cầm trường côn màu tím đen, trên người hiện đầy vết thương đáng sợ, đầm đìa máu tươi, trên mặt trông thì bình tĩnh nhưng trong lòng y lại không ngừng kêu khổ. Tranh lệch hai bên quá rõ, dù ba người hợp lực cũng không phải là địch thủ của Thiệu ưng, huống chi vị hồ trưởng lão kia sơ sẩy một chút đã giao tính mạng ra trước. Thấy Thiệu ưng đột kích, Thạch Xuyên không không thể không lui về sau một bước, trường côn màu tím đen trong tay nhanh chóng vung lên, tiếng giết vang mạnh. Một vùng côn ảnh mông lung như dệt lên một tấm lưới lớn phòng thủ nghiêm mật, phủ về hướng Thiệu ưng. Nhưng người sau chỉ đưa một tay ra, cốt trảo trong tay lập tức phát ra một cỗ lực lượng tinh thần cường đại, trực tiếp quét sạch hơn phân nửa côn ảnh, một tay khác thì chém ngang xuống phần eo thạch xuyên không. Nếu một kích này thành công, rất có khả năng thạch xuyên không giống dị dạng của vị hồ trưởng lão kia, bị chém thành hai nửa. Hàn lập thấy tình hình này, đang muốn ra tay thì thấy thân ảnh phương thiền đã vụt qua bên cạnh mình lao đến. Khóe miệng thiệu ưng lộ ra ý cười khi âm mưu thành công, thân hình dừng lại, trực tiếp bỏ qua thạch xuyên không, lui về phía sau tránh phương thiền trong nháy mắt phương thiền sượt qua người gã thiệu ưng chợt nâng một trường lên quang mang huyền khiếu trên tay sáng rực tiếp đó cốt chảo trên tay cũng phát ra tinh huy sáng lạn đập vào lưng phương thiền bùm một tiếng trầm đục lập tức sau lưng thiếu niên mặt heo nổ tung một mảnh quang mang tinh thần sáng như tuyết một cỗ man lực rời núi lấp biển điên cuồng tuôn ra phá cho lưng gã nổ tung huyết nhục lẫn lộn văng ra đem cả người gã đánh bay ra xa thân thể to lớn của phương thiền theo chiều hướng không dừng được trực tiếp đập gãy thạch lan biên giới tế đàn rơi xuống vực sâu đen kịt phía dưới. Thạch Xuyên không thấy một màn như vậy, lập tức thần sắc biến đổi, muốn lao tới cứu cũng không kịp nữa. Không cần gấp, tiếp theo chính là người đấy. Thiệu ưng quay đầu nhìn về phía y, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hai tay gã giao nhau trước người một cái, hai đạo cốt chảo chạm vào nhau, kêu keng rung động. Thạch Xuyên không trao mày, liếc qua hướng hậu điện, ánh mắt bóng khẽ lóe, hai tay nắm chặt trường côn màu tím đen, từ từ mở miệng nói. Cứ việc tới đây, Thiệu ưng hắc hắc một tiếng, huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng lên, mũi chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình bắn ra, tốc độ so với vừa rồi lại nhanh trên thêm vài phần. Trong nháy mắt, thân ảnh gã đã tới trước người thạch xuyên không, quang mang tinh khiếu trên hai cốt chảo sáng rõ, bỗng đâm về trước, xuyên thẳng lồng ngực thạch xuyên không. Thạch xuyên không phản xạ cực nhanh, hai tay vùng côn ngăn cốt chảo lại, tiếp đó xoay mạnh thân côn một cái, theo đó thuận thế xoắn hai cốt chảo, trực tiếp xoay cả người thiệu ưng giữa không trung Mũi chân y vừa nhấc, bạch quang trên đùi sáng gió có xu thế cuốn sấm gió với thế lớn lực nặng đá lên ngực gã trên người thiệu ưng ầm ầm rung động lực lượng tinh thần trong huyền khiếu điên cuồng tuôn ra thân thể run lên giữa hư không cả người bay vút qua đỉnh đầu thạch xuyên không hai chảo hất mạnh trường côn màu tím lên lập tức thạch xuyên không bị một cỗ lực lôi kéo cực lớn thân bất do kỷ ngã văng về phía trước không đợi y rơi xuống đất thân ảnh thiệu ưng đã đuổi đến thực sự tốc độ hai người tranh lệch quá lớn Thạch Xuyên không không kịp phòng thủ đã bị Thiệu ưng đuổi đến trước người, một chảo đâm xuyên ngực, trực tiếp dính trên mặt đất. Khụ, Thạch Xuyên không ho khan một tiếng, lập tức trong miệng quẹ ra một ngụm máu tươi. Y vừa giấy ruộng muốn đứng lên, cánh tay kia cũng xoẹt một tiếng, bị một cốt chảo khác đâm thùng. Thiệu ưng cúi đầu nhìn xuống Thạch Xuyên không bị gã ghim trên đất, cười lạnh nói, nếu không phải thành chủ giữ ngươi lại còn có chỗ dùng, người đã sớm chết vô số lần. Không ngờ là, Thạch Xuyên không cũng cười, lộ chút vẻ sầu thảm nói ha ha thật ra ta biết rõ một câu vừa dứt người y bỗng lộn một vòng lên hai chân bật lên kẹp chặt cổ thiệu ưng trong lúc thiệu ưng kinh nghi đang muốn thoát thân thần sắc bỗng nhiên biến đổi chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra từ chỗ tối sau điện tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng gần như lập tức đã tới sau gã tay cầm một thanh loan đao bạch cốt chém một cái xuống cổ gã người này không phải ai khác chính là hàn lập ẩn nấp đã lâu nguy cơ ập xuống Thiệu ưng liều mạng dẫy ruộ, không biết sao Thạch Xuyên không cũng ôm tâm lý phải chết, không chút buông lỏng chân, cốt chảo hai tay gã cắm trên đất, căn bản không kịp rút về. Trong nháy mắt Hàn Lập muốn một đao kết thúc tính mạng, trong mắt Thiệu ưng chợt lóe hàn quang, áo sau lưng bỗng rẹt một tiếng rách ra, hai cốt rực sắc bén như đao bỗng từ đó đâm ra. Chỉ thấy hơn 10 chỗ huyền khiếu trên đó sáng lên quang mang mạnh mẽ, chợt lóe bạch quang sắc bén trực tiếp chém về phía Hàn Lập. Con người Hàn Lập co rút lại, chủ động thu đao, lui về sau tránh. Chỉ thấy cốt dược kia quét ngang ra, trong hư không lập tức hiện ra một vết rách vặn vẹo. Hai vai thiệu ưng run lên, lực lượng tinh thần bộc phát ra, trực tiếp chấn mở hai chân thạch xuyên không. Gã đưa tay rút ra cốt chảo trong hai tay đã đâm xuống, đứng lên, một cước đạp bay thạch xuyên không ra ngoài, sau đó mở cốt dược, bay lên không chung, lạnh lùng nhìn xuống hàn lập. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu, thiệu ưng vừa cười vừa nói. Hàn lập vốn đang liếc thạch xuyên không, thấy tính mạng y không đáng lo, lập tức chuyển mắt nhìn về phía thiệu ưng, nghe một đằng trả lời một nẻo, nói. Trên lưng ngươi là cốt dược hay tinh khí, thiệu ưng hừ lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ mở hai cánh, lập tức từ trên không bổ nhào xuống. Tới gần sát, cốt chảo hai tay gã đâm thẳng tới. Hàn lập khẽ cao mày, lại không chút tránh né, lùi về sau một bước, loan đao bạch cốt trong tay đang nghiêng xuống xuống bỗng vung lên, bổ về phía thiệu ưng lập tức hai đạo cốt chảo của người sau va chạm với loan đao bạch cốt gập cong lại rất nhanh trực tiếp túm được thân đao rồi ngay lập tức hai cốt rực sau lưng gã quấn vòng qua chém về phía hàn lập hàn lập trước bị khống chế sau bị truy kích nhưng lại không chút bối rối thân hình hắn nghiêng về trước tay cầm đao bỗng buông lỏng mặc cho đao bị thiệu ưng đoạt đi hắn nắm chặt một quyền vận chuyển đại lực kim cương quyết bạch quang trên tay xoay quanh rất nhanh đánh mạnh vào lồng ngực thiệu ưng vừa sát người vừa ra quyền tốc độ cực nhanh, kéo giãn khoảng cách với cốt dược ở một mức nhất định, trước một bước đập xuống ngực gã, ầm ầm rung động. Thiệu ưng chỉ cảm thấy tim như ngừng đập vài nhịp, ngực nặng nề một trận, ngay tiếp đó là một lực pha chạm rời núi lấp biển ập tới, miệng gã rên khẽ một tiếng, rồi bay ra ngoài. Nhưng trước khi bị văng ra, gã bất ngờ dùng hai cánh xẹt qua sau sống lưng hàn lập. Trên sống lưng hàn lập lập tức ra chóc thịt bong, máu chảy ồ ạt, một đoạn xương sống lưng màu trắng lộ ra. Nhưng hắn lại coi như không biết, thừa dịp thế đi của thiệu ưng chưa hết vận chuyển vũ hóa phi thăng công bám chặt theo vì vậy tình cảnh thiệu ưng đối phó thạch xuyên không lúc trước gần như tái hiện lúc gã rơi xuống đất liền bị hàn lập đuổi theo một quyền đánh xuống lồng ngực nhưng dù sao tốc độ thiệu ưng thực sự nhanh hơn nhiều so với thạch xuyên không gã đã thu lại hai tay giao trước ngực đỡ quyền của hàn lập bịch thân hình thiệu ưng đập ầm vào rìa tế đàn chấn toàn bộ tế đàn rung lên kịch liệt ánh mắt ách quái nhìn về phía bên này trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhân tộc này lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong miệng thiểu ưng nôn ra một ngụm máu tươi, vội vàng huy động cốt dực đỡ trước người, sợ Hàn Lập tiếp tục truy kích tới đây. Kết quả khi gã vùng lên mới phát hiện cốt dực của mình lại rơi vào khoảng không. Không biết sao Hàn Lập lại không thừa cơ công kích tiếp. Lúc gã nghi hoặc khó hiểu, khóe mắt nhìn về chỗ máu thấm trên ngực mình, không ngờ đột nhiên hiện ra một miếng ngọc quyết hình lá cây mà Hàn Lập đã lui cách gã cực xa. Ý cười đầy mặt mà kết một pháp quyết cổ quái, dường như trong miệng còn ngâm tụng gì đó. Trong lòng Thiệu Ưng sợ hãi cả kinh, đang muốn hành động nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy miếng ngọc quyết nhuộm máu tươi gã, mặt ngoài liên tiếp sáng lên từng đường hết sức nhỏ nhưng rõ ràng, từ đó tách ra một đạo quang mang chói mắt. Bầu không khí trong hư không cảnh gã bỗng co lại, ngưng kết chung quanh gã, ngay sau đó liền có một vòng kiêu dương màu trắng sáng lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên kịch liệt, một đoàn bạch quang rừng rực bỗng nổ ra hóa thành một đám mây trắng bốc ra ngoài. Một cỗ sóng khí cuồng bão bắt đầu lao khắp bốn phương tám hướng, nửa phiến vách núi tế đàn trong lớp bụi mù lớn nứt toác, rầm rầm trượt xuống vực sâu. Màn sáng kết giới khắp huyết đại trận bị cuồng phong sóng khí liên tục thổi quanh, rung lên kịch liệt. Quang mang huyết sắc bên trên nhanh chóng tan ra, chuẩn bị lập tức sụp đổ. Thần sắc ách quái biến đổi, vội vàng kết pháp quyết, liên tục đưa lực lượng mình lấy được theo huyết trận ra ngoài, trợ giúp đại trận chống cự sự trùng kích khủng bố của bạo không giới phù. Sau hơn 10 hơi thở, cỗ dao động này mới dần dần chậm lại, từ từ dừng lại. Một nửa tế đàn hoàn toàn sụp đổ, một nửa khác nhờ huyết trận ngăn cản may mắn thoát khỏi, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trên nóc đại điện mở ra một lỗ trống lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời cực xa phía trên có mảng lớn mây vàng tụ lại. Biến cố bất thình lình khiến hầu như tất cả mọi người ở đây cảm thấy chờ tay không kịp. Sau khi Chu Tử Nguyên một quyền bước lui đoạn thông, bản năng phát hiện bên này khác thường, thân hình lập tức lóe lên, đi tới trước người hiên viên hành. Sau một trường đánh lui gã về sau, y kéo cánh tay chu tử thanh, đưa nàng lui nhanh về sau, tới bên người lục hoa phu nhân. Hiên viên hành không đuổi theo mà lui về, tụ tập một chỗ với hai người hàn lập phía bên này. Mọi người gần như không bị bạo không giới phụ ảnh hưởng, lúc này nhìn nửa bên tế đàn trống rỗng và thiệu ưng sớm tan thành mây khói, ánh mắt phức tạp. Lục hoa phu nhân nhận ra miếng ngọc quyết kia là vật gì đầu tiên, vì vậy lúc này ánh mắt nhìn về phía hàn lập càng hiện vẻ phức tạp. Cách đó không xa, khói đen trên người đoạn thông tiêu tán lộ ra thân thể để trần đầy vết thương, quang mang phù văn trở nên vô cùng ảm đạm, thoạt nhìn cả người gầy đi rất nhiều, chỉ có thông huyền hữu tí vẫn bảo trì nguyên trạng. Gã luyện tử cương độc nhập vào bên trong thông huyền tí, thông qua tiêu hao lực lượng thân thể trong một thời gian ngắn tăng cường lực công kích của mình. Đây vốn là biện pháp thu không đủ chỉ, chỉ có thể chiếm ưu thế ban đầu. Sau khi Chu Tử Nguyên phát hiện điểm này, hai người tử quyết nhanh sinh tử biến thành đánh kéo dài. Một lúc sau, Đương nhiên đoạn thông bắt đầu rơi vào thế hạ phong, nếu không phải hàn lập bóng giết thiệu ưng, kinh sợ thối lui chu tử nguyên, gã cũng không chống đỡ được bao lâu. Gã không tới gần hàn lập bên này mà giữ đủ khoảng cách đội ngũ hai phe, thở hổn hển. Trên người chu tử thanh có không ít vết thương, nhưng thương thế cũng không tính quá nặng. Lúc này đứng bên cạnh ca ca, nàng ta nhịn không được vẻ ngạc nhiên trong mắt mà đánh giá hàn lập, nhỏ giọng nói ca, ánh mắt của ngươi thật tốt, ra hỏa này đúng là không đơn giản nàng không có bao nhiêu hảo cảm với thiệu trưởng lão cả ngày đều lành lạnh, cho nên trong lòng cũng không cảm thấy phải ghi hận Hàn Lập. Chu Tử Nguyên đương nhiên biết rõ, đối với bọn họ mà nói, thực lực Hàn Lập mạnh như thế tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, trong mắt càng nhiều thêm vài phần ngưng trọng và kiêng kỵ. Chương 964, vào trận gặp mặt. Ha ha, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy, đến ngay cả Thiệu Ưng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, bỗng nhiên từ trong huyết trận truyền ra một tiếng cười sang sảng. Ách Thành chủ nói đùa rồi, chút thủ đoạn nhỏ này của tại hạ nào có đáng nhắc tới, so với ngài thì thật không đáng kể chút nào." Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười, vừa chậm rãi đi tới pho tượng dưới người Thần Dương. Bốn người Thần Dương trong trận hầu như thân thể đã chống đỡ không nổi. Tất cả đều cúi đầu ngồi nguyên tại chỗ, dường như ngay cả khí lực ngẩng đầu lên cũng không có, xem ra không qua bao lâu nữa sẽ triệt để mất mạng trong trận. Mặt khác, cũng tại thời điểm này, khí tức trên người Ách Quái đang dễ dàng tiếp cận đỉnh phong thân thể lão đã mở ra trên một ngàn huyền khiếu. Nếu cứ tiếp tục hấp thu lực lượng từ huyết trận, chỉ sợ toàn bộ huyền khiếu trên người lão đều được đả thông mà không khó khăn chút nào. Lệ đạo hiếu có tâm cơ thủ đoạn như vậy, thẳng thắn mà nói, ách mổ rất là tán thưởng. Bây giờ, ta không so đo tới chuyện ngươi giết thiệu ưng trưởng lão, mà cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cảm thấy như thế nào? Ách quái nhìn Hàn Lập đang đi về phía mình, cười hỏi. Không nghĩ tới thành chủ lại khoan dung độ lượng như vậy, lệ mỗ xin lắng tai nghe. Hàn lập rũi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc lên trên tầng màn màu máu, chẳng tỏ ý kiến gì mà hỏi. Chỉ cần bây giờ ngươi ra tay giết hai gia hỏa trướng mắt kia, liền có thể cùng với thạch không đạo hữu gia nhập huyền thành, cũng như trở thành một trưởng lão có quyền hành lớn nhất trong thành. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn ở huyền thành, thì ngươi có thể tùy ý chọn ra một trong bốn thành thanh dương, huyền chỉ, bạch nham, thông dư đến đó làm thành chủ. Điều kiện tiên quyết là phải nghe ta truyền gọi là được. Ách quái nghiêm mặt nói ra, Lệ đạo hiếu, đến lúc này mà ngươi còn tin được chuyện ma quỷ của kẻ này hay sao? Thần thành chủ chính là kết cục, vẻ mặt hiên viên hành đại biến, quát to, đoàn thông nghe vậy, cũng vô thức nắm chặt nắm tay lại. Hàn lập quay người đảo mắt nhìn hai người bọn hắn một cái, thở dài, từ từ nói ra. Khó được ách thành cân nhắc chu toàn thay cho ta như vậy, đến thạch đạo hiếu cũng thay ta thu xếp. Chỉ tiếc là ta không phải người tích lân không cảnh các ngươi, nếu không thì thật sự ta không tìm được lý do nào thích hợp để mà từ chối chuyện tốt cỡ này cả a à, phải không quả thật là đáng tiếc vậy cũng chỉ có thể làm phiền lệ đạo hiếu kiên nhẫn đợi ta vận chuyển xong tòa huyết trận này rồi sau đó hảo hảo trao đổi một phen vậy sắc mặt ách quái không đổi từ tốn nói ách thành chủ bận rộn như vậy thì ta cũng không cần đợi thêm làm gì lệ mỗ đây sẽ vào trong gặp mặt hàn lập hắc hắc một tiếng nói ha ha lệ đạo hiếu thật đúng là người nóng vội mà nếu muốn vào tự nhiên ách mỗ hoan nghênh tiếp đái, nhưng không biết người có bổn sự đó không đã. Ách quái giống như nghe được một câu chuyện nực cười, cười to nói ra. Có bản lãnh hay không, còn xin ách thành chủ rửa mắt mà nhìn. Hàn lập bất phi sở động, lạnh nhạt nói ra. Dứt lời, một tay hắn bấm pháp quyết, trong miệng vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu, tiếp đó nâng một trường lên, trên cánh tay huyền khiếu tỏa sáng rực rỡ, đập mạnh về phía pho tượng trước người chỉ thấy một mảnh hào quang sáng như tuyết bao phủ cả bàn tay của hắn, đè ép lên trên màn sáng màu máu, không ngờ trực tiếp khiến cho nó hãm sâu vào trong. Ách quái vốn định mở miệng nói cái gì, thì thấy tình hình này, lông mày lão không khỏi có hơi nhăn lại, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nhưng mà khi bàn tay hàn lập chạm vào pho tượng dưới người thần dương, thì trong tầng màn sáng màu máu kia tỏa ra hào quang màu máu rực rỡ, ầm một tiếng bắn ngược ra, trực tiếp bước lui hàn lập. Ách quái thấy vậy, lông mày thoáng buông lỏng, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm. Trước đó bọn người Thạch Xuyên không đã từng thử công phá màn sáng, cho nên mắt thấy Hàn Lập nếm thử thất bại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dường như Hàn Lập đối với chuyện cũng không thèm để ý, sau đó hít lấy một hơi sâu, thân hình hơi trao đảo một cái, liền tới pho tượng dưới người tôn đồ, bắt trước làm theo, lần nữa ngâm tụng chú ngữ, bổ trưởng đánh về phía màn sáng màu máu kia. Kết quả hiển nhiên cũng giống như vừa rồi, chỉ có thể khó khăn chạm vào pho tượng này, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược lại ánh mắt của hắn có hơi lóe lên, thân hình lần nữa di chuyển đến pho tượng dưới người Tần Nguyên, bổ trưởng đánh tới. Một tên huyền tu nhân tộc, huyền khiếu chỉ có hơn 200 chỗ, mà cũng dám dùng man lực đánh vỡ kết giới khắp huyết. Người so với người si nói mộng còn không bằng, cho dù người có thử bao nhiêu lần, đều cũng vô dụng mà thôi. Ách quái lắc đầu, khinh thường nói. Dứt lời, lão liền không để ý hàn lập nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu lực lượng huyết nhục trong đại trận khắp huyết, bộ dạng vững như thái sơn đám người thần dương cảm thấy lực lượng tràn vào cơ thể mình kia lại lần nữa tăng cường. Cả bọn đều phát ra một tiếng gào thét thống khổ, đáng tiếc bởi vì quá mức suy yếu mà âm thanh của bọn hắn không thể nào vang to được. Ánh mắt hàn lập không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của đám người xung quanh, mà sau khi đánh thử vào pho tượng dưới người phù kiên, liền rất nhanh tới pho tượng dưới người ách quái, đồng dạng đánh một trường. Chỉ thấy quanh người hắn tỏa sáng hơn 250 huyền khiếu, trong lòng bàn tay phảng phất như một vòng mặt trời, đánh mạnh vào kết giới màu máu. Ngay khi lòng bàn tay chạm vào pho tượng huyết hồng, vị trí dưới năm pho tượng đồng thời nổi lên một đạo phù văn bí ẩn, mà trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng ông rung động mãnh liệt. Toàn bộ màn sáng màu máu run lên dữ đội, mặt ngoài giống như gió thổi trên mặt hồ, nhộn nhạo từng cơn sóng gợn. Ách quái giật mình, đột nhiên hai mắt mở ra, tiếp đó liền thấy một cảnh tượng khó tin. Tay hàn lập kết pháp quyết, một bước phóng tới, không ngờ xuyên qua màn sáng giống như đang xuyên qua một tầng màn nước, trực tiếp bước vào trong đại trận khấp huyết. Làm sao có thể, tất cả mọi người thấy vậy, đều giật mình không thôi. Hàn lập mỉm cười, thân hình nhảy cao lên, lao thẳng tới đỉnh màn sáng cao nhất, vị trí này so với đám người trên năm pho tượng còn cao hơn một trượng, đạp không mà đứng, không ngờ không có rơi xuống. Không hổ là khấp huyết đại trận, quả thật là kỳ tác có một không hai. Lực lượng bàng bạc như biển này, chỉ cần đặt mình vào trong đó đều làm người khác sợ hãi thán phục muôn phần a hàn lập hít một hơi không khí thật sâu từ đáy lòng tán thán nói không thể nào thân trong huyết trận mà không dựa vào khắp huyết tinh đồ thì sẽ bị xem như là tế phẩm hiến tế ngươi làm sao ngươi có thể mặt mũi ách quái lộ vẻ không thể tin được kêu lên ách thành chủ ngươi nói là cái này sao hàn lập cười hỏi trong khi đang nói chuyện trên tay của hắn biến đổi pháp quyết chỉ làm ra động tác khoanh tròn một cái bất chợt dưới chân của hắn lập tức ngưng tụ ra hào quang màu máu hội tụ thành một cái đồ án ngũ mang tinh đồ giống như đúc với pho tượng dưới thân đám người ách quái bùm đúng lúc đó đột nhiên màn sáng máu máu phía dưới truyền đến một tiếng vang trầm đục hàn lập cúi đầu nhìn qua chỉ thấy đoàn thông nóng lòng cứu chủ cũng làm y chang như hắn khi bước vào trong kết giới khắp huyết kết quả lại bị một cỗ cự lực phản chấn bắn ngược lại trực tiếp văng ra ngoài đám người thấy vậy nhíu mày chu tử thanh càng không nhịn được mà che miệng cười trộm một tiếng trong kén máu bọn người tôn đồ thấy thế giống như nhìn thấy được một chút hy vọng sống sót từng người dãy dụa muốn ngẩng đầu lên nhìn sang hàn lập trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ đầu thần dương khẽ nâng con mắt cố gắng nhìn qua thân ảnh của hàn lập tiếp đó còn muốn dãy dụa nhìn lên bầu trời trên nóc nhà trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp khó nói ách thành chủ lệ mỗ vào đây tiếp kiến không biết ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa hàn lập thu tầm mắt lại vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, hai tay trước người không ngừng biến hóa pháp quyết, kèm theo đó là một trận âm thanh ngâm tụng rồn rập. Một lát sau, chỉ nghe tiếng quát to tới cho ta. Một tiếng vang rầm nặng nề, bỗng nhiên từ sâu đại trận truyền đến. Năm pho tượng đều run lên bần bật, bên ngoài liên tiếp hiện ra phù văn hoàn toàn mới. Cả đại trận đang vận chuyển lập tức cứng lại, coi như đã dừng. Nhưng ngay sau đó, huyết quang sền sệt dưới huyết trì liền lập tức phun trào lên lần nữa, điên cuồng tụ hợp vào trong kén màu mà phù kiên biến thành, tiếp đó trải qua từng tầng từng tầng tinh lọc, rồi xông vào trong thể nội ách quái. Mặt ách quái lộ dị sắc, đang không biết phải làm sao thì phát hiện huyết quang tinh khiết lại một lần nữa ầm ầm chảy vào cơ thể lão nhưng lại thoát ra, bắn về phía hàn lập, sau khi lóe lên một cái thì xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Phù, trong miệng hàn lập phát ra một tiếng thở nhẹ, cả người nhất thời bị hào quang màu máu bao phủ, xung quanh như có từng sợi tơ máu nhỏ bé quấn quanh cũng dệt thành một cái kén lớn màu màu cả người của hắn lại trở thành điểm vận chuyển cuối cùng của huyết quang trong đại trận này theo lực lượng cường đại này tràn vào trong người hắn trong nháy mắt nét mặt hàn lập trở nên dữ tợn kinh mạch trong người truyền đến từng cơn đau đớn giống như đau bổ diều đục làm cho hắn phải nghiến răng đến mức như muốn vỡ nát ra hắn vốn nghĩ là sau khi trải qua quá trình được mấy người phía trước tinh lọc trở nên tinh thuần thì cỗ lực lượng huyết nhục này nhập vào trong người hắn không đến mức quá cuồng bạo nhưng thật sự lấy khí lực mới mở hơn 200 huyền khiếu của hắn để tiếp nhận nguồn lực lượng này, đúng là vẫn còn quá yếu. Cũng may là Hàn Lập chịu đựng thống khổ đã quen, tuy là đau đớn khó nhịn nhưng cũng không đến mức không chịu được. Chỉ thấy trong kén máu, trên người hắn bắt đầu hiện ra hơn 1.000 điểm sáng màu trắng, đương nhiên trong đó có thực có hư. Làm sao có thể, làm sao ngươi có thể nắm giữ khắp huyết đại trận được chứ? Đến tột cùng ngươi là ai? Mặt mũi ách quái lộ vẻ không thể tin được, ngạc nhiên hỏi. Hàn Lập hoàn toàn không để ý tới chuyện này, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, phát ra một tiếng thét dài thoải mái. Rồi hai mắt hắn đóng lại, vội vàng vận chuyển thiên sát chấn ngục công, điên cuồng luyện hóa lực lượng huyết nhục đang rót đến hòa vào trong thể nội, đi trùng kích mọi chỗ huyền khiếu chưa hóa thực. Bụp, 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 không ngờ qua mười mấy hơi thở, lồng ngực hắn liên tiếp mở ra thành công ba huyền khiếu, tốc độ còn hơn ách quái ba lần. Đây là, sắc mặt lục hoa phu nhân càng thêm ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm đám người chu tử nguyên thì càng không hiểu chút nào kinh nghi vạn phần đại ca tại sao có thể như vậy chẳng lẽ tên nhân tộc này có liên quan đến đại khư chu tử thanh thì thào nói ra ánh mắt thạch xuyên không cũng phức tạp y nghĩ không ra sao hàn lập làm được như vậy trong huyết trận này có địa vị ngang hàng với ách quái cho dù ngươi là người phương nào nếu muốn tranh với ta phải xem ngươi có bản lãnh hay không đã ách quái thấy vậy sắc mặt càng trở nên âm trầm vẻ mặt cũng bình tĩnh lại dứt lời đột nhiên hai tay của lão bấm pháp quyết điểm ngay mi tâm của mình một cái chỉ thấy chỗ mi tâm của lão sáng lên hào quang màu máu từ trên đó nổi nổi lên một cái ấn ký phù văn cổ quái hào quang màu máu quanh người lão lập tức tỏa sáng rực rỡ bắt đầu ngăn lực lượng huyết nhục từ trong cơ thể mình chảy ra hàn lập phát giác lực lượng huyết nhục đang hòa nhập vào trong người đột nhiên bị suy giảm liền đưa mắt nhìn về phía ách quái cười nói ra bản gốc đầy đủ mới là chính đạo chẳng qua ngươi chỉ dùng bản vá mà thôi, cũng muốn tranh cùng ta sao. chương 965, khách lấn át chủ, tốt, tốt lắm, ách mỗ hôm nay rốt cuộc đại khai nhãn giới, chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc với hơn 200 huyền khiếu lại dám cuồng vọng ở trước mặt ta, nếu như ở bên ngoài trận pháp, ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ giết chết ngươi. Hiện tại, để ách mỗ xem xem ngươi làm sao chiếm đoạt tận gốc trận pháp này. Ách quái nghe nói vậy, không những không giận mà còn cười rộ lên. Dứt lời, lão lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt điểm lên mi tâm của mình mấy cái, lập tức giữa hai lông mày hiện ra mấy đạo phù văn ấn ký cổ quái như lúc trước. Huyết quang toàn thân lão chợt cuộn lên mãnh liệt như sóng lớn, lực lượng huyết nhục đang chảy ra lại hội tụ vào trong thân thể lão. Hàn Lập không để ý đến ếch quái nữa, chân đứng vững, hai tay liên tục bấm pháp quyết, vũ động bên trong kén máu. Ngay sau đó, chỉ thấy một luồng bạch quang tỏa ra từ phía kén máu, bề mặt kén lập tức xuất hiện những vết rạn nứt, giống như là một nụ hoa đang tách, cuối cùng hóa thành một đóa huyết liên chín tầng. Hai tay Hàn Lập tiếp tục kết ấn, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Huyết liên dưới chân rực lên huyết quang màu đỏ tươi, phát ra hấp lực vô cùng cường đại. Lực lượng huyết nhục lúc trước bị ách quái ngăn lại thì nay lại tiếp tục trở về cơ thể hắn. Lần này, lực lượng này tuôn ra từ cơ thể ách quái hóa ngay thành hình dao long cực kỳ hung hãn lao nhanh về phía Hàn Lập, đầu nó đâm thẳng vào huyết liên chín tầng. A, à, Hàn Lập ngửa mặt lên trời thét lớn, hai mắt trợn ngược, gân xanh hai bên thái dương nổi lên như những con run xanh lè. Nhận được lực lượng gấp bội cũng đồng nghĩa với việc hắn phải chịu sự thống khổ gia tăng thêm mấy lần. Huyết liên dưới thân sáng lên vô số tiêu huyết quang dày đặc, như hàng ngàn thanh huyết đao sắc bén đâm vào thân thể của hắn, tiếp tục tăng cường lực lượng đổ vào trong thân thể hàn lập. Phanh phanh phanh, một loạt tiếng nổ vang lên không ngớt, toàn thân hàn lập lại có thêm bảy tám huyền khiếu sáng lên. Ách quái liên tục biến sắc, cuối cùng đã ý thức được tình huống trước mắt nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của mình giờ phút này chẳng những toàn bộ lực lượng huyết nhục bên trong đại trận bắt đầu thông qua thân thể lão chảy về phía hàn lập mà ngay cả lực lượng tích lũy trong thể nội lão lúc trước cũng có dấu hiệu bị dẫn dắt ra ngoài lão cả giận lập tức biến đổi pháp quyết trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra hai cái lỗ lớn máu tươi chảy ra như suối nhuộm hai tay đỏ lòm lão dùng hai bàn tay đầm đìa máu tươi áp xuống ngũ mang tinh đổ bên dưới miệng rất nhanh ngâm tụng vài tiếng khẩu quyết. Chỉ thấy tinh đồ dưới chân lão tỏa ra hào quang chói mắt, một cỗ hấp lực cường đại từ đó sinh ra đem lực lượng huyết nhục khổng lồ đang không ngừng chảy mạnh vào trong thân thể Hàn Lập giữ lại, tạo thành xu thế rằng có với Hàn Lập. Ách thành chủ, phải thừa nhận rằng bên ngoài trận ngươi vô cùng lợi hại, là huyền tu mạnh nhất từ trước đến nay ta từng thấy. Có điều cho tới bây giờ, ngươi vẫn không minh bạch tình cảnh sao. Ta hiểu rõ đại trận này hơn ngươi, ở trong trận pháp này, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hàn lập mỉa mai, sau đó hít sâu một cái, hai tay biến đổi pháp quyết. Huyết, huyết liên chín tầng dưới thân hắn lại xuất hiện thêm rất nhiều phù văn cổ quái, hấp lực từ chính giữa tỏa ra trở tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngũ mang tinh đồ dưới chân ách quái đã trực tiếp vỡ vụn ra. Lão hoàn toàn không thể kháng cự hàn lập, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng lão đã thèm muốn không biết bao nhiêu năm bên trong khắp huyết đại trận kia cứ thế chảy về phía hàn lập. Phốc. Trên người ách quái phát ra những tiếng động rất nhỏ, hào quang lão tỏa ra bắt đầu trở nên hư nhược, lần lượt từng tinh điểm một bị dập tắt. Chỉ vòn vẹn hơn 10 hơi thở qua đi, thân thể lão chỉ còn lại hơn 1000 chỗ huyền khiếu thực chất. Nương theo đó, lực lượng huyết nhục mà lão cho rằng đã bị thu nạp hoàn toàn cũng bắt đầu tuôn ra. Cứ đà này thì không bao lâu nữa, ách quái sẽ rơi vào cảnh ngộ của bốn người tôn đồ, triệt để trở thành một cái thông đạo trợ giúp Hàn Lập Tinh lọc lực lượng huyết nhục. Trải qua một phen do dự, Ách quái rốt cuộc cắn răng một cái, hai tay liên tục biến đổi ấn quyết, đánh vào phía đỉnh đầu pho tượng dưới thân. Ách Thành chủ chớ vội đi, lệ mỗ vẫn còn cần ngươi lưu lại trong này thêm một lát. Hàn Lập cười hắc hắc, cũng đánh ra pháp quyết rất nhanh, điểm vào hư không phía bên đó một cái. Chỉ thấy tại vị trí ngũ mang tinh đồ dưới chân Ách quái lúc trước đột nhiên phóng ra một mảng lớn huyết quang. Từ đó xuất hiện một đóa huyết liên bảy cánh, giống như cái miệng đầy máu của một đầu dị thú đang há to, cắn về phía Ách quái ánh mắt ách quái ngưng trọng không hề bấm niệm pháp quyết mà dáng thẳng một quyền rất mạnh xuống tinh đồ bên dưới cánh tay dày đặc huyền khiếu của lão sáng rực lên bao phủ bởi một tầng hào quang tinh thần màu trắng truyền ra từng đợt từng đợt ba động cường đại một tiếng ầm vang lên dữ dội nắm đấm ách quái va chạm với huyết liên làm cho pho tượng không biết được làm từ vật liệu gì kịch liệt chấn động nhưng vẫn không sụp đổ bạch quang trói mắt cùng huyết quang đồng thời nổ tung sóng khí cuồng bạo trùng trùng tỏa ra đánh lên phía bên trong màn sáng huyết sắc làm toàn bộ đại trận dung chuyển không ngừng chứng kiến một màn này cả đám người trên tế đàn bên ngoài trận pháp đều lắp bắp kinh hãi thân hình hàn lập lơ lửng giữa không trung cũng đồng dạng bị cự lực này tác động khiến có chút bất ổn hắn vội vàng đánh ra pháp quyết muốn ổn định lại đại trận lúc này ách quái lần nữa bấm niệm pháp quyết thủ trưởng liên tiếp đánh xuống tượng đá dị thú bên dưới lão chỉ thấy từ hai cánh sau lưng pho tượng dị thú bắn ra hai luồng sáng trắng một trái một phải vẽ ra hình vòng cung tạo thành một cái lỗ lớn trên màn sáng màu máu, vừa đủ cho một người ra vào. Lỗ thủng này rất không ổn định, vừa mới xuất hiện đã lập tức bắt đầu có rút lại để khép kín, tuy nhiên thân hình ách quái rất nhanh đã lóe lên, xuyên qua lỗ hồng, thoát ra bên ngoài màn sáng màu máu. Hơn nữa, tại thời điểm ly khai trận pháp, hai tay lão chợt vung lên. Hai sợi xích bằng xương trắng hiếu đột ngột bung ra từ trong tay áo, trong chớp mắt lao về phía gần lão nhất, bao lấy tôn đồ và thần dương bên trong kén máu sớm đã không còn sức phản kháng, bả vai hai người đều bị sợi xích kia đâm thùng, huyết kén thì bị xé rách. Họ lập tức thoát khỏi kén máu, bị kéo về phía lỗ thủng đang mau chóng khép kín lại. Hàn Lập đang muốn ngăn cản, liền phát hiện thiếu mất ba người với vai trò làm chậm lại khiến huyết quang giống như huyết long kia sau khi xuyên qua phù kiên cùng tần nguyên lao thẳng đến hắn. Tại thời điểm hào quang dũng mãnh lao vào huyết liên chín tầng, trái tim Hàn Lập như bị người ta giáng một quyền nặng nề, nhảy lên thịt một cái. Ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo hơn xa trước đây bắt đầu công kích tứ chi bách hải của hắn. Nếu ví tình cảnh lúc trước như đau bổ dìu đục thì hiện tại không khác gì vạn kiếm xuyên tâm, lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Hàn lập vội vàng thu liếm tâm thần, thôi động pháp huyết, muốn chân áp cỗ lực lượng này. Ở bên ngoài, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lỗ hổng trên kết giới khấp huyết khép lại, ách quái đã kịp mạnh mẽ đem thần dương cùng tôn đồ kéo ra ngoài, ném ở một bên trên mặt đất. Hai người kia nằm sấp một đống như hai vũng bùn, vẫn không hề nhúc nhích. Mấy người thạch xuyên không thấy thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng nhưng không một ai dám tiến lên. Một tên tiểu tử còn chưa mở tới 300 huyền khiếu, bây giờ thiếu đi ba người chia sẻ lực lượng huyết trận, ta muốn nhìn xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Chờ đến lúc ngươi bạo thể mà chết đi, hóa thành một phần lực lượng của huyết trận này, đến lúc đó sẽ lại dung nhập vào cơ thể ta. Ngươi nghĩ xem có phải là có chút châm biếm hay không? Ách quái không nhìn đám người xung quanh lấy một cái, ánh mắt vẫn chằm chằm hướng về Hàn Lập bên trong trận pháp, cười lạnh. Giờ phút này hai mắt Hàn Lập chỉ còn một màu đỏ máu, trong tai ù ù như có tiếng sấm nổ vang liên tục, căn bản không nghe được những lời này của lão. Hàn Lập thúc giục lực lượng tinh thần của bản thân đến cực hạn, dùng toàn lực khống chế cái khắp huyết đại trận, rốt cuộc khiến cho trận pháp một lần nữa ổn định. Thế nhưng lực lượng huyết nhục ẩn chứa bên trong trận pháp cực kỳ cuồng bạo, thiếu mất sự tinh lọc của ba người, chỉ bằng thể phách của hắn hôm nay căn bản không đủ khả năng thừa nhận. Phanh, 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 trên thân Hàn Lập không ngừng phát ra những âm thanh bất thường, nơi ngực bụng lại có hơn 10 huyền khiếu được đả thông, nhưng mà có chút quỷ dị là những huyền khiếu này mặc dù đã ngưng thực, nhưng bên trong bạch quang lại le lói một tia huyết quang đỏ thẫm. Đồng thời, thân thể Hàn Lập bắt đầu bành trướng, không chỉ mình mẩy tứ chi lớn lên gấp đôi, ngay cả cái đầu cũng phình lên như quả bóng, như sắp nổ tung đến nơi. Trong đầu Hàn Lập căng ra đau nhức vô cùng, nếu không nhờ thần hồn cường đại, giờ phút này hắn đã triệt để mất đi ý thức chính vì còn bảo trì được một tia ý thức này hắn mới biết đại nạn đang buông xuống đầu mình thậm chí còn không trụ được mười mấy nhịp thở chỉ cần hai ba nhịp thở nữa qua đi thân thể của hắn sẽ bạo liệt nổ tung không biết nếu giấu nguyên anh thần hồn vào trong tiểu bình liệu có khả năng tồn tại hay không vào khoảnh khắc cuối cùng trong đầu hàn lập chợt nảy ra một ý tưởng cổ quái ở bên ngoài cách đó không xa thần sắc thạch xuyên không mười phần khó coi hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hàn lập lục hoa phu nhân ở một góc khác cũng lộ ra ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ cái gì chu tử thanh khẽ quay mặt đi dường như không muốn chứng kiến cảnh hàn lập bạo thể mà chết hắc hắc tiểu tử cuồng vọng người đi chết đi ách quái đắc ý cười lớn cao giọng quát lên lão vừa dứt lời không biết vì duyên cớ nào mà cái viễn cảnh đẫm máu mọi người đang tưởng tượng lại không hề xuất hiện thân hình đang bành trướng của hàn lập chợt bắt đầu chậm rãi co rút rất nhanh khôi phục nguyên trạng hai tay hàn lập ôm đầu miệng gầm gừ điên cuồng như dã thú, thoạt nhìn thống khổ vạn phần, nhưng ánh mắt rõ ràng đã có vài phần thanh tình. Chỉ có mình hắn biết rõ trong bụng mình lúc này có một cái tiểu bình màu xanh sẫm đang đại triển thần uy, giống như một cái thôn thiên cự đái liên tục hấp thu cỗ lực lượng cuồng bạo đang đổ vào cơ thể hắn. Mặc kệ lực lượng này tiến vào bao nhiêu, nó đều nuốt lấy tất cả mà không có chối từ. Vậy nên dị trạng thống khổ của Hàn Lập giờ phút này, đương nhiên là do hắn cố tình biểu diễn ra, để qua mặt mọi người mà thôi. Tuyệt đại bộ phận lực lượng huyết nhục do đại trận sinh ra đều đã bị trưởng thiên bình hút lấy, hắn chỉ là đem một phần nhỏ tách ra, để cho chính bản thân mình hấp thụ. Tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Ách quái trông thấy thế, trên mặt lập tức tràn đầy kinh sợ cùng nghi ngờ, hét lên. Không chỉ riêng lão, ngay cả thạch xuyên không vốn đã chuẩn bị chạy trốn cũng bị đột biến này làm cho kinh ngạc không thôi. Ô, trên người tiểu tử này hẳn là có cái gì cổ quái lục hoa phu nhân cũng nhịn không được sợ hãi than thở ca ca chuyện này là sao chu tử thanh nghi ngờ hỏi chu tử nguyên chỉ một mực nhíu mày im lặng lắc đầu ánh mắt tập trung trên người ách quái chỉ thấy thân ảnh ách quái lóe lên một cái đột nhiên biến mất tại chỗ rồi trong nháy mắt hiện ra đằng sau pho tượng chỗ tần nguyên ta đang muốn nhìn xem nếu không còn hai kẻ này áp trận người còn có thể gắng gượng hay không khóe miệng ách quái nhếch lên cười lạnh nói chương 966, dẫn lôi, ách quái nói xong, khớp xương trên thân vang lên một hồi răng rắc kỳ quái, thân hình chợt cao lên vài thước. Một bàn tay từ trong ống tay áo thỏ ra, giống như hàn lập lúc trước, lòng bàn tay áp thẳng vào chỗ lõm trên màn sáng huyết sắc, ấn vào gần pho tượng. Khi lòng bàn tay dán sát vào pho tượng, trong nháy mắt năm ngón tay lập tức mạnh mẽ cong lại, đúng là đâm xuyên thủng qua màn sáng huyết sắc, cắm vào pho tượng lân thú kia. Nương theo một hồi tiếng ngâm tụng vang lên dồn rập năm ngón tay lão vặn mạnh một cái huyết hồng quang mang trên thân pho tượng dị thú kia bị chấn động mạnh đó lập tức trở nên ảm đạm xuống chỉ nghe một tiếng phốc vang nhỏ tầng kén máu bao phủ bên ngoài thân tần nguyên đột nhiên tan vỡ ra một tay ách quái vừa bấm pháp quyết tay kia cách không quấy trong huyết trận một cái một đạo hào quang huyết sắc lập tức cuốn lên ngưng tụ thành một huyết sắc cự thủ to lớn đột nhiên tóm về phía tần nguyên hàn lập thấy cảnh này đang tính xuất thủ ngăn cản trong lòng đột nhiên rung động lập tức ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Ngay lúc hắn phát hiện dị dạng, ách quái cũng lập tức phản ứng, ngửa đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy giờ phút này xuyên qua rất nhiều lỗ thủng trên nóc điện đã không còn nhìn thấy nửa điểm biển mây màu vàng nữa, chỉ còn lại hào quang màu bạc sáng người không gì sánh được, đang rọi xuống như thác nước. Ầm ầm, trong trời cao, phảng phất có cửu thiên lôi trì khuynh đảo, tất cả ngân quang lôi điện từ đó tuôn trào ra, đổ xuống đại điện. Ầm ầm, nương theo đó là một tiếng nổ rung trời tất cả lôi điện vậy mà bỗng dưng ngưng tụ, hóa thành một đạo quang trụ lôi điện tráng kiện không gì sánh được phóng xuống, không trách chút nào đánh thẳng đến đỉnh đầu ách quái. Trên quang trụ lôi điện quấn quanh lưới điện, không ngừng có từng tia điện tráng kiện bắn ra, bên trong vang lên trận trận thanh âm tựa long ngâm, hiện ra uy thế không gì sánh được. Hàn lập thấy thế, âm thầm khống chế pháp trận, thân hình nhẹ nhàng di chuyển về phía sau hơn 10 trường. Trong mắt ách quái lóe lên vẻ kinh nghi, không chút do dự, đại thủ kéo một cái, đem tần nguyên trong tay ném đi, trực tiếp đụng vào quang trụ lôi điện. Một tiếng nổ ầm vang truyền đến, tần nguyên chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm, thân thể bên trong quang điện màu bạc đã biến thành cho tàn, ngay cả nguyên anh cũng không chạy thoát mảy may. mảng lớn điện quang màu bạc nổ bể ra, hóa thành một mảnh bạch quang lóa mắt, chiếu toàn bộ đại điện sáng như tuyết. cơ hồ tất cả mọi người nhìn không được lui về phía sau một bước, che cặp mắt của mình lại, không ai chú ý tới thần dương một mực nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích nhưng vẫn cố gắng hết sức lấy từ trong ngực ra một tấm kính tròn màu đen lớn chừng bàn tay. Bàn tay nhuộm đầy máu của gã vuốt đi vuốt lại trên đó mấy lần, bờ môi theo đó khép mở vài cái. Giống như là được cộng hưởng, trên thân ách quái cũng lập tức nổi lên một vòng tròn bạch quang. Chỉ thấy phiến điện quang đã tản ra kia, đột nhiên ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành một đạo quang trụ lôi điện, uy thế tựa như không suy giảm chút nào, lần nữa bổ xuống người ách quái. Thần sắc ách quái âm trầm như nước, không lo đối phó Hàn Lập nữa, mũi chân vội vàng điểm một cái, lui về sau hơn 10 trường. Mắt thấy đạo điện quang kia tưởng như sẽ bổ hụt, sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, vậy mà lại nhanh chóng uốn thành một đường cong, tiếp tục đuổi theo ách quái. Ách quái nhướng mày, thân hình lại lóe lên, trốn tránh. Nhưng mà, điện quang kia tựa như được điều khiển, cũng chuyển hướng, tiếp tục đuổi theo lão. Ách quái xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình liếc thấy nửa tấm kính tròn màu đen đang bị thần dương nằm đè lên, trong mắt lão lóe lên lửa giận thân hình lão bay lên không tránh né đồng thời tay thò vào trong ngực lấy ra một tấm kính nhỏ hình tròn lớn chừng bàn tay tấm kính này ngoại trừ màu sắc bên ngoài khác nhau còn hình dáng không khác gì với tấm kính màu đen của thần dương hào tiểu tử vậy mà từ hơn trăm năm trước đã bắt đầu tính toán ta trả lại cho ngươi ách quái quát lớn một tiếng đưa tay ném tấm kính tròn màu trắng về phía thần dương đang nằm bò trên mặt đất tấm kính tròn đùng một tiếng rơi xuống đất lăn tròn mấy vòng tới bên người thần dương trên mặt kính lóe lên bạch quang, mảnh hồ quang màu trắng xóa từ nó phản xạ ra, vẫn như vừa nãy như giỏi trong xương đánh lên người ách quái, mặc lão né tránh như thế nào, căn bản không thể chạy thoát. Hừ, người đeo nhiều năm như vậy, trên âm dương dẫn lôi kính đã sớm nhiễm đầy khí thức của ngươi, trốn không thoát đâu. Thần dương gắng ngượng ngẩng đầu lên, nhìn sang phía lão, cười lạnh nói. Ách quái nghe vậy, lửa giận càng tăng nhưng căn bản không kịp ra tay với gã vì đạo lôi điện kia đã đuổi theo sát đít, Bọn người Chu Tử Nguyên không biết được đạo lôi điện này rốt cuộc là từ đâu đến, có thể làm ách quái chật vật như thế. Mấy người thạch xuyên không nhao nhao yên lặng thì thầm, nhanh lên, nhanh lên nữa. Luân phiên tránh né một hồi, mắt thấy tốc độ và uy năng của lôi điện không hề suy giảm, trong mắt ách quái lóe lên một tia dứt khoát. Chỉ thấy lão bay xuống trước ba tòa cầu đá hình vòm ở tiền điện, thân hình đột nhiên dừng lại, trên thân hiện lên bạch quang lóa mắt, hơn một ngàn chỗ huyền khiếu nhao nhao phát sáng lên trên thân lão hình như có một cỗ cương khí hộ thể mắt thường có thể thấy được phóng ra như bạch diễm hừng hực bao phủ toàn thân lão đến đi trong miệng lão quát to một tiếng thân hình bỗng nhiên tạo thế nâng lên một quyền đánh thẳng đến đạo lôi điện đang bay tới một tiếng ầm vang thật lớn mảnh điện quang màu bạc bỗng nhiên nổ tung hóa thành một tia chấp hình cầu trực tiếp nuốt sống thân hình ách quái vào trong trong hư không bốn phía dòng điện màu bạc cuồng nhảy không ngừng dẫn tới không gian nổi lên sóng gió kịch liệt có chút không ổn định có thể nhìn thấy rất nhiều kẽ nứt không gian không ngừng sinh ra, lại không ngừng lấp đầy. Màn sáng huyết sắc rung mạnh không thôi, cơ hồ muốn vỡ ra, cũng may đại trận kịp thời hấp thụ huyết nhục chi lực bổ sung, mới không bị sụp đổ. Trong lòng Hàn Lập rung động không thôi, lần nữa ngửa đầu nhìn lên không chung, nhưng biển mây màu vàng nơi đó lại một lần nữa hiện ra, trong đó có một lỗ đen như mực không ngừng xoay tròn, nhìn không rõ bên trong còn có lôi điện đánh xuống hay không. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức toàn lực thôi động đại trận hấp thu nhanh gấp đôi huyết nhục chi lực trong khắp huyết đại trận, đồng thời tập trung tinh thần, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Sau mười mấy hơi thở, rốt cuộc tia chấp hình cầu to lớn kia tán loạn ra. Tất cả tia điện màu bạc dần dần tiêu tán, thân ảnh ách quái bị bao phủ trong đó một lần nữa hiện ra. Lão vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, huyền khiếu toàn thân tựa như sao đêm lấp lóe không yên, chỉ có cánh tay phải tiếp xúc trực tiếp với quang trụ lôi điện đã biến thành màu đen tựa như than cốc, phía trên không ngừng có cho tàn màu đen bay ra hô ách quái thở phào một hơi trong miệng liền có một cỗ khói trắng phun ra ngoài vai phải của lão chấn động mạnh một cái toàn bộ cánh tay liền hóa thành một mảnh cho tàn màu đen tán loạn ra nhưng rất nhanh chỗ cánh tay phải bị hủy kia liền có một mảnh bạch quang phun ra ngoài bao trùm toàn bộ vết thương huyết nhục xương cốt sinh ra từng khúc ngay tại chỗ đó trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng giờ phút này hai má ách quái là một mảnh huyết hồng quang mang huyền khiếu trói mắt trên thân lóe lên rồi biến mất lộ ra thân thể của lão thân thể của lão thình lình đỏ thấm như máu, nổi lên từng sợi gân xanh, phảng phất vô số con mãng xà màu xanh chiếm cứ quanh thân, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lung trụ thuật, trong huyết trận, sắc mặt hàn lập khẽ động, sau một khắc, huyết sắc trên thân ách quái trong nháy mắt biến mất, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, bước chân cũng trở nên lảo đảo bất ổn. Không chỉ như vậy, tất cả huyền khiếu trên người lão suy một tiếng, phun ra ngoài đạo đạo tơ máu, rồi lập tức nhanh chóng ảm đạm đi, lão không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù lão kịp thời thi triển lung trụ thuật chặn lại đạo lôi điện kia nhưng đạo lôi điện kinh thiên này có uy lực thực sự đáng sợ làm huyền khiếu trên toàn thân lão đều bị chấn thương thành chủ chu tử nguyên và chu tử thanh chạy vội tới một tả một hữu đỡ lấy ách quái mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu ách quái không để ý đến hai người nhìn lại phía trên đỉnh đầu ách đạo hữu nhiều ngày không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vào thời khắc này nương theo một trận tiếng cười khanh khách Bảy bóng người từ lỗ hổng trên nóc điện nhảy xuống. Người đi đầu mặc váy trắng, dáng người uyển chuyển, chính là Sa Tâm. Nữ tử váy đen mang lụa đen che mặt theo sát bên cạnh Sa Tâm. Năm người còn lại là Trác Qua, Vũ Vân, Đại Hán Vạm Vỡ, còn có hai nam tử đầu trọc mặc hắc giáp. Trong mắt Ách Quái hơi hít lại, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc khi đám người Sa Tâm xuất hiện. Lão đẩy hai người Chu Tử Nguyên ra, đứng vững lại. Bọn người tôn đồ ở một bên nhìn thấy đám người khôi thành xuất hiện, đều giật nảy mình. Trong huyết trận, Hàn Lập nhìn thấy đám người khôi thành, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người nữ tử váy đen một chút, rồi lập tức rời đi, trên mặt như cũng biểu hiện ra vẻ đau đớn đến không muốn sống, âm thầm điên cuồng thôi động tiểu bình trong cơ thể hấp thu huyết nhục chi lực đang vào tới. Đám người khôi thành đáp xuống mặt đất, thấy rõ tình huống trong điện, nhất là huyết trận to lớn, còn có Hàn Lập bên trong, thần sắc cũng đều khẽ động. Đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen nhẹ nhàng lướt qua huyết trận, khi nhìn thấy Hàn lập thê thảm ở bên trong thì thân thể mềm mại đột nhiên run lên một chút, trong mắt nàng nổi lên tia sáng kỳ dị, miệng thơm khẽ mấp máy dưới lớp lụa che mặt, tựa hồ muốn nói gì. đúng lúc này, chỗ nghi tâm nàng chợt hiện ra mấy đạo kim văn, hai mắt trở nên hoảng hốt nhưng lập tức lại khôi phục như thường. bất quá dị sắc trong mắt nàng đã biến mất không còn tâm tích, bình tĩnh trở lại. nữ tử váy đen biến hóa chỉ một cái trước mắt mọi người tại đây đều không chú ý tới nhưng hàn lập một mực âm thầm lưu ý nữ tử váy đen thì mọi thứ để lọt vào mắt hắn rất rõ ràng khiến hắn khẽ giật mình. đúng lúc này hai đạo nhân ảnh hiện lên bay đến bên cạnh đám người xa tâm chính là thần dương và hiên viên hành. giờ phút này trên mặt thần dương hiện ra một tầng huyết quang tựa hồ phục dụng một loại đan dược nào đó vậy mà hồi phục năng lực hành động chỉ là hành động còn mơ hồ có chút bất ổn. thần đạo hiếu nhiều năm mưu đồ hôm nay rốt cuộc nhất cử mà thành người coi như là công đầu rồi. Trác qua cười ha ha, mặt lộ vẻ hưng phấn, may mắn đắc thủ, may mắn có sa tâm thành chủ an bài xảo diệu, thừa dịp thời điểm năm đó ta mới lên làm thành chủ thanh dương thành, đem âm lôi kính dùng làm cống phẩm cho ách quái. Trong kính này ẩn chứa âm lôi chi lực có tác dụng tôi thể, đối với việc tu luyện rất có ích, ách quái tất nhiên sẽ đeo bên người. Hết thảy quả nhiên đúng như thành chủ sở liệu, thần dương vừa cười vừa nói, hiên viên, người ẩn núp huyền thành nhiều năm, cũng vất vả rồi, sau này sẽ có trọng thưởng. Trác qua lại nói với Hiên viên hành, có thể vì thành chủ phân ưu, chính là vinh hạnh của thuộc hạ, không dám lấy thưởng. Hiên viên hành cung kính nói, "Khá, khá lắm, nguyên lai các người đã sớm cấu kết, đã bắt đầu bố trí từ lúc đó." Coi như mưu trí thật sâu xa, Ách quái nghe mấy người thần dương đối thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói ra. "Chương 967, ân oán. Ách thành chủ, chúng ta đều như nhau thôi, người âm mưu ám toán chúng ta trước." tất cả hành động của thần mỗ chỉ là tự vệ thần dương đón ánh mắt ách quái nhàn nhạt nói sa tâm tuy ngươi trăm phương ngàn kế muốn đẩy ta vào chỗ chết nhưng nhớ lại tình cảm năm đó ta muốn khuyên ngươi một câu chuyện thánh hải là hợp tác cùng có lợi không có ta dù ngươi tìm được thánh lăng cũng tuyệt đối không có cách lấy được thánh hải ách quái chuyển ánh mắt nhìn về phía sa tâm nói vậy đừng nghĩ ta không biết chân tướng chuyện năm đó kỳ thực sở dĩ ta tìm ngươi hợp tác tiến vào đại khư mục đích quan trọng nhất là giết ngươi. Sa tâm lại cười lạnh một tiếng, nói, ách quái hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Sao ách quái ra khỏi trận được, theo lời ngươi nói lúc trước, giờ hắn nên ở trong khắp huyết đại trận mới phải. Sa tâm liếc huyết trận bên cạnh một cái, đôi mi thanh tú cao lại hỏi thần dương. Xảy ra biến cố không nhỏ, ta cũng bất ngờ, xung quanh đại điện này có cấm chế ngăn cách nên ta không có cách nào thông báo. Thần Dương nhìn Hàn Lập trong huyết trận một cái, cười khổ nói ách quái nghe hai người đối thoại, trong lòng dùng mình. Đạo lôi điện kia mà đánh xuống lúc lão còn trong trận, dưới tình cảnh bị khắp huyết đại trận làm chậm trễ, tất nhiên không thể ngăn cản hữu hiệu, nói không chừng sẽ bị chém giết tại chỗ. May mắn lệ phi vũ kia xuất hiện, giúp lão ra khỏi huyết trận. Vừa nghĩ tới đây, hận ý của ách quái với hàn lập giảm mạnh, ý nghĩ trong lòng nhanh chóng trở lại hiện tại, vội tính đường lui. Ách quái, coi như hôm nay người còn chút mệnh, tuy nhiên hiện giờ ngươi đã trọng thương, chuẩn bị chịu chết đi nhưng sa tâm không cho lão ta chút cơ hội thở dốc nào, cười duyên một tiếng, trong mắt lại tràn đầy sát cơ lành lạnh, vung tay lên. Chỉ thấy một viên cầu màu vàng lớn chừng quả đấm bay ra từ tay áo nàng, tiếng kết vừa vang lên, trên viên cầu hiện ra từng vết nứt, mảng lớn kim quang lộ ra từ trong. Viên cầu nhanh chóng biến hình, trong nháy mắt hóa thành một con khôi lỗi hình cự cầm màu vàng, cao hơn 10 trượng, hai đầu hùng ưng màu vàng, phô ra hai cánh rộng tới vài chục trượng. Trên mỗi lông vũ trải dài trên đôi cánh chim màu vàng đều vẽ hoa văn đẹp đẽ, chấp động lên từng trận tinh quang. Khôi lối cự cầm màu vàng này thoạt nhìn cực kỳ thanh nhã cao quý, đồng thời cũng khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng hung hiểm. Kim Dực Kiêu, ách quái bỗng biến sắc, lời chưa dứt, thân hình lão lập tức phóng đi, mục tiêu rõ ràng là chỗ xa tâm. Dù lúc này ách quái trọng thương nhưng tốc độ vẫn nhanh kinh người, một cái chấp động đã đến trước người xa tâm. Chẳng biết từ lúc nào trong tay lão xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, tỏa ra kiếm quang màu trắng sáng lạn, mũi kiếm sắc bén gần như lập tức đã tiến tới trước người xa tâm một thước. Nhưng đúng thời điểm này, kim ảnh mơ hồ hiện lên, một cái cánh màu vàng lăng không xuất hiện phía trước, chắn giữa kiếm quang và xa tâm. Một tiếng keng vang lớn, kiếm quang màu trắng đâm vào cánh màu vàng, phát ra kim quang chói mắt. Chiếc cánh màu vàng sừng sững bất động, dễ dàng chặn lại một kiếm này. Mà gần như cùng lúc, đỉnh đầu ách quái lóe lên kim ảnh, một cánh màu vàng khác lăng không xuất hiện, tiếp đó giống như một thanh cự đao màu vàng, hung bạo bổ xuống đầu ách quái với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cánh chưa hạ xuống, Duệ Phong đáng sợ ẩn chứa bên trên đã mạnh mẽ khiến mặt đất gần đó ẩm vang một tiếng, bỗng nứt ra một vết chém cực sâu. Đồng tử ách quái co rụt lại, thân hình nhanh chóng lui về sau tránh, đồng thời bạch quang trên tay còn lại chấp động, hiện thêm một thanh trường kiếm, trong tiếng hét vang, song kiếm đan nhau cùng chém. Kiếm quang tăng vọt, hai đạo kiếm quang vừa thô vừa to bắn ra, chém trên cánh màu vàng. Hai màu quang mang trắng vàng va chạm, tiếp đó vỡ ra. Một cỗ sóng khí hai màu vàng trắng điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng, nơi chúng đi qua hư không liên tiếp rung rung, mặt đất cạo sâu một lớp. Kiến trúc cả đại điện lay động kịch liệt, rầm rầm rung chuyển. Tốc độ ách quái và xa tâm quá nhanh, liên tiếp giao thủ nhanh như thiểm điện, lúc này những người khác mới phản ứng kịp, bất kể là người khôi thành hay huyền thành đều vội vàng lui về sau tránh né. Huyết trận chỗ Hàn Lập cũng bị ảnh hưởng, ầm ầm rung chuyển. Hắn vội vàng âm thầm thi pháp, ổn định huyết trận. Kiếm quang màu trắng vỡ vụn, nhưng vẫn khiến xu thế hạ xuống của cánh màu vàng hơi chậm lại. Trên mặt ách quái lại đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đã mượn lực lùi nhanh về phía sau, đồng thời chân đạp mạnh lên đất. Vèo một tiếng, cả người lão như một con diều hâu màu đen phóng lên trời, bay tới lỗ hổng trên nóc biệt. Tốc độ ách quái vốn cực nhanh, lúc này lại mượn thêm lực phản chấn khi giao thủ nên càng nhanh như thiểm điện, lập tức đã đến nóc biệt, trong nháy mắt muốn bay ra. Nhưng vào thời khắc này, một mảnh tàn ảnh màu vàng bay từ mặt đất phục tới kéo ra vô số đạo tàn ảnh vậy mà tốc độ hơn xa ách quái lập tức đoạt trước chặn lỗ hổng lớn trên nóc điện ách quái thấy tình hình này tinh quang ngoài thân đại phóng cưỡng ép mình dừng lại thứ mà kim dực kiêu am hiểu nhất chính là tốc độ ách thành chủ hôm nay ngươi không thể thoát đâu hay là cam chịu số phận đi hai cánh kim dực kiêu mở ra lúc này xa tâm thình lình đứng phía trên cười lạnh mười ngón chuyển động liên tục mơ hồ có thể thấy từng đám tinh ti trong suốt nhảy múa trên đầu ngón tay. Nhưng thấy hai cánh chim quạt một cái, mặt ngoài cánh màu vàng chấp động kim quang, sau một khắc từ phía trên vô số lông vũ màu vàng bắn đi, phát ra tiếng rít bén nhọn đáng sợ, dày đặc như mưa đâm tới ách quái. Mỗi cái lông vũ đều hóa thành một đạo kim quang chói mắt, kéo theo đuôi một vệt sáng thật dài, giống như từng đạo lưu tinh màu vàng. Sắc mặt ách quái trầm xuống, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ những lông vũ màu vàng này, trong miệng hét lớn một tiếng, song kiếm trong tay nhanh chóng vung lên. Vô số kiếm ảnh màu trắng hiện ra, chằng chịt dày đặc, chém tới những lông vũ màu vàng kia. Nhưng khi hai bên va chạm, kiếm ảnh màu trắng dễ dàng sụp đổ, lập tức bị xuyên thủng, vỡ thành mảnh nhỏ. Mà tốc độ những lông vũ màu vàng kia chỉ thoáng dừng một chút nhưng vẫn nhanh như thiểm điện bay vụt xuống. Gương mặt ách quái căng thẳng, toàn bộ huyền khiếu quanh người tinh quang đại phóng, thân thể xoay tròn giống như con quay, tinh quang hình thành một vòng xoáy trắng quanh người lão ta lực lượng tinh thần xung quanh điên cuồng lao tới phía lão thêm từng đạo tinh quang từ lỗ hổng trên nóc điện chiếu xuống dung nhập vào vòng xoáy màu trắng lập tức vòng xoáy màu trắng biến lớn gấp mấy lần ào ào xoay tròn phát ra từng trận lực lượng xé rách đáng sợ hư không xung quanh cũng bị nó dẫn động nổi lên từng trận rung động lông vũ màu vàng vừa tiến vào vòng xoáy màu trắng lập tức bị kéo khỏi phương hướng ban đầu không tự chủ được du động theo vòng xoáy hơn nữa tốc độ giảm mạnh song kiếm trong tay ách quái xẹt qua từng đạo hồ quang đánh úp về phía từng lông vũ màu vàng, chém bay toàn bộ. Nhưng những lông vũ màu vàng kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, mỗi kiếm ách quái chém ra, thân thể lão không tự chủ được run lên một cái, về sau bị bật ngược ra một khoảng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên dày đặc, trong nháy mắt, toàn bộ kim vũ trúc xuống hết sạch, thân thể ách quái cũng rơi mạnh từ trên không xuống, ầm ầm đập vào mặt đất, đánh ra một cái hố to. Mà hơn phân nửa những kim vũ bị đánh bay hoặc bắn trượt vào hư không đều cắm trên mặt đất, một bộ phận còn lại thì ghim vào vách tường cạnh đó bất kể là mặt đất hay vách tường trước mặt những kim vũ có ẩn chứa tuyệt đại lực lượng đều giống như một loại đậu hũ dễ dàng bị đâm thùng tiếng như lôi đình kình phong như đao xoáy thành một đoàn khí tràng bạo liệt toàn bộ đại điện dung chuyển kịch liệt giống như không chịu nổi lực lượng hai người giao thủ sắp đổ vỡ những người huyền thành và khôi thành tránh ở xa hơn thấy tình hình này lập tức trợn mắt há hốc mồm lúc hai đại thành chủ giao thủ những người khác ở bên trong quả thực không khác con sâu cái kiến không thể nhúng tay vào được nếu không trốn kịp e rằng còn bị tai bay vạ gió huyết trận cũng bị hai đạo kim vô ảnh hướng nhưng cũng không tổn thương đến chỗ hiểm vẫn có thể tiếp tục vận chuyển trong đại trận sắc mặt hàn lập cũng thay đổi ách quái trọng thương vẫn có lực lượng bậc này nhớ lại hôm nay mình đoạt thức ăn trong miệng dù bất đắc dĩ nhưng quả thật hành động hung hiểm nếu không có đám người xa tâm đột nhiên xuất hiện tình cảnh của mình cũng hơi có chút khó xử đang cân nhắc ách quái trở mình nhảy ra từ cái hố lớn, tinh quang quanh người đều đã biến mất. Lão há miệng tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng trắng bệch, bước chân lảo đảo, nhìn qua thực sự đã đến độ nỏ mạnh hết đà. Kim ảnh lóe lên, kim dực kiêu lăng không xuất hiện phía trên ách quái. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không thể chạy thoát được. Mối thủ sư tôn, hôm nay ta muốn đòi lại từ ngươi. Ánh mắt xa tâm băng lãnh, mười ngón khẽ động, mà hai cánh kim dực kiêu khẽ động, trong tiếng rít gào sắc nhọn, vô số kim vũ đoạt mệnh tiếp tục bắn ra. Lúc này tính huống của ách quái thoạt nhìn cực kỳ không xong nhưng cũng không có vẻ buông xuôi, cánh tay khẽ động, đang muốn ra tay chống cự. Vào lúc này, từ bên cạnh đại điện có 8 đạo ngân quang bắn ra nhanh như điện, bên trong chúng đều bọc một viên châu màu bạc, lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu ách quái, quay tròn nhanh chóng chuyển động. Bùm một tiếng, 8 viên ngân châu hiện ra ngân quang sáng chói, vô số phù văn màu bạc tới tấp lao ra, nhanh chóng ngưng kết lại, lập tức hóa thành một quang trận màu bạc. Quang trận bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh, thân ảnh ách quái được che đậy không thấy bóng dáng, vô số quang điểm cuồn cuộn trong trận, thoạt nhìn giống như chu thiên tinh thần vận chuyển, huyền diệu khó lường. Vô số lông vũ màu vàng bắn vào trên quang trận màu bạc, quang trận ầm ầm rung mạnh, chấn động kịch liệt như nước sôi, nhưng không hề tan vỡ. Sa Tâm thấy cảnh này, lập tức sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn về chỗ bắn ra ngân quang nhưng không thấy bóng người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động. Thân hình kim dược kiêu bay nhào xuống, toàn bộ các nơi quanh người kim quang đại thịnh, hai cánh mở ra, tiếp tục bắn xuống vô số kim vũ, đánh vào trên quang trận màu bạc. Đồng thời trên đôi vuốt sắc bén của nó đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt, mắt thường khó có thể nhìn thẳng, bỗng vổ xuống. Hai cự chảo màu vàng lăng không hiện ra, quang huy vạn trượng, tản ra uy thế vô tận, giống như hai cự chảo xé trời, hung ác vồ xuống quang trận màu bạc, sau đó ra sức xé rách. Một tiếng xoẹt, cuối cùng quang trận màu bạc không kiên trì nổi, bị xé rách, nổ tung thành ngân quang đầy trời. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh theo ngân quang đầy trời phóng ra, một trong đó là ách quái, mà người còn lại không ngờ là lục hoa phu nhân. Lúc này sắc mặt ách quái thoạt nhìn khá hơn một chút, dường như mới sử dụng thủ đoạn khôi phục nào đó trong quang trận. Hai người họ không phóng tới mấy lỗ hồng trên nóc điện mà lao về phía xa xa nơi vách điện có đầy vết nứt do hơn 10 cây kim vũ đâm vào. mươi 968, đừng quấy giày ta, muốn chạy, xa tâm cười lạnh một tiếng, mười ngón tay động liên tục. Hai cánh kim dực kiêu mở ra, hóa thành một đạo kim quang, mang theo liên tiếp tàn ảnh đuổi theo hướng ách quái và lục hoa phu nhân, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã đến sau lưng hai người, hai cự chảo chia ra chảo xuống đỉnh đầu hai người. Vào thời khắc này, lục hoa phu nhân bỗng nhiên trở tay, vất tay áo một cái. Một tiếng Phật, một đạo ô quang từ trong tay áo lão bắn ra, nhanh như tia chớp vào tới trước mặt kim rực kiêu. Ô quang rõ ràng là do vô số viên bi thật nhỏ tạo thành, tản mát ra chấn động nhẹ nhẹ kỳ dị. Thái âm nguyên từ cực quang, ngươi lấy vật này từ đâu? Sa tâm cả kinh, lên tiếng kinh hô, hai tay chảo vào hư không, sau đó kéo mạnh về bên trái một cái. Thân hình kim dực kiêu lập tức nghiêng về bên trái, muốn tránh thoát đạo ô quang này. Chẳng qua khoảng cách song phương quá gần, lại thêm tốc độ quá nhanh, kim dực kiêu không kịp tránh né, vẫn bị ô quang đánh trúng phần bụng. Chỉ nghe ầm một tiếng, ô quang nổ tung ra, hóa thành từng gợn sóng hắc quang, một mực hấp thụ trên người kim dược kiêu, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Động tác kim dược kiêu linh hoạt vô cùng đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong cơ thể truyền ra từng trận thanh âm xung đột chói tai, tựa hồ cơ cấu vận chuyển bên trong bị trở ngại cực lớn, bất luận sa tâm thi pháp điều khiển thế nào đều không thể xoay chuyển gì được. Lục Hoa phu nhân và ách quái thừa cơ tránh lệch một bên, thoát khỏi trùng kích của kim dược kiêu. Kim dược kiêu vẫn như cũ bảo trì tốc độ bay về phía trước, giống như tên mạnh rời cung, đâm cực mạnh vào mặt đất một tiếng ầm vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một hố sâu to lớn, bụi mù văng khắp nơi. Sa Tâm không kịp nhảy xuống, cũng bị chui vào trong hố sâu. thân hình lục hoa phu nhân và ách quái không dừng lại chút nào, tiếp tục bay vụt tới phía trước. lúc đi ngang qua một chỗ ẩn nấp nào đó, bỗng nhiên thân hình ách quái mơ hồ một cái, lướt vào trong đó. chỉ nghe một tiếng kêu thảm vang lên, sau đó liền im bật lại. ách quái lập tức từ chỗ ẩn nấp kia lướt ra, trong tay đã ôm theo một người. bên trong huyết trận ánh mắt hàn lập rơi vào thân hình người bị ách quái ôm trong tay, thần sắc hơi động một chút. Người kia không phải ai khác chính là Thạch Xuyên không, trên người gã ẩn hiện vết máu, hai mắt nhắm nghiền, bất quá khí tức vẫn còn, tựa hồ chỉ bị đánh ngất xỉu mà thôi. Trong nội tâm hàn lập hơi buông lỏng, đồng thời cảm thấy có chút kỳ quái, trong lúc bản thân bị thương vẫn còn chưa thoát ly hiểm cảnh, ách quái lại không tranh thủ thời gian dành giật từng giây để chạy thoát chết, mà còn muốn bắt Thạch Xuyên không để làm gì thân hình ách quái tiếp tục bay vút về phía trước như điện, lóe lên xuất hiện trước bức tường đầy vết dạn, không hề dừng lại chút nào. Trên nắm tay lão sáng rực tinh quang màu trắng, chỉ là có chút bất ổn, một tiếng suy, hóa thành một đạo lưu tinh màu trắng, nện lên vách tường. Một tiếng ầm vang thật lớn, cả tòa kiến trúc lắc lư kịch liệt, trên vách tường bị đánh ra một cái lỗ lớn cao cỡ một người, ánh sáng phía ngoài liền chiếu vào bên trong này. Vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh từ trong hố sâu đằng xa bay đến, chính là Sa Tâm chạy đâu, nàng thấy cử động của ách quái, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thân hình phóng tới hai người như điện, tốc độ rõ ràng cực nhanh. Đồng thời hai tay xa tâm vung lên, hai viên cầu màu bạc từ trong tay áo nàng bay ra. Thanh âm ken két vang lên, hai viên cầu màu bạc tách ra, trong nháy mắt hóa thành hai đầu cự cầm màu bạc, hai cánh cấp tốc vỗ mạnh, nhanh như tia chớp đánh tới hai người ách quái. Cùng lúc đó, bên ngoài thân hai đầu khôi lối cự cầm chớp động ngân quang, vô số ngân toa sắc bén bắn ra rậm rạp chẳng chịt, trực tiếp đánh lên hai người ách quái. Động tác liên tiếp của sa tâm mặc dù nhanh nhưng còn cách ách quái một khoảng, không đợi ngân toa bay đến, ách quái đã kéo lục hoa phu nhân bên cạnh xuyên qua cái lỗ lớn, rồi biến mất vô tung. Xuy xuy xuy, vô số ngân toa đánh lên vách tường, trên vách tường nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Khôi lối cự cầm màu bạc có ngoại hình tương tự khôi lối kim dược kiêu nhưng làm cho người ta cảm giác uy thế không bằng, lỗ nhỏ cũng không quá sâu, xa xa không bằng cánh vàng của kim dược kiêu. Bất quá tốc độ hai đầu cửa cầm màu bạc thực sự rất nhanh, không chậm hơn kim dược kiêu bao nhiêu, như điện bay vụt tới, lại thu thế không kịp, hung hăng đâm vào trên vách lỗ thủng lớn. Hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, cả tòa kiến trúc lại lắc lư kịch liệt, cái lỗ lớn trên vách tường rộng hơn gấp mấy lần, nhưng vẫn như cũng không đủ lớn để hai đầu khôi lỗi chui qua. Thanh âm ken kết đại tác, hai khôi lỗi màu bạc này bị kẹt bên trong lỗ thủng, giấy rụa vặn vẹo như vật sống, thoạt nhìn có chút buồn cười. Bóng người hoa lên, thân hình xa tâm bay vút đến trước vách tường. Lúc này sắc mặt nàng âm trầm như nước, hai tay vũ động trước người một hồi như bánh xe, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mặt ngoài hai cỗ khôi lỗi chấp động ngân quang, thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt một lần nữa hóa thành hai viên cầu màu bạc, bay trở về trong tay của nàng. Tiểu tử và côn ngọc theo ta truy đuổi ách quái, chắc qua, nơi đây giao lại cho ngươi, kim dược phiêu tạm thời cho ngươi điều khiển, giết toàn bộ tặc tử huyền thành cho ta. Sa tâm quay đầu nhìn chắc qua một cái, trong miệng thốt ra mệnh lệnh lãnh khốc. Phú kiên giờ phút này vẫn như cũng bị nhốt bên trong huyết kén, một mực lặng yên không một tiếng động, hơn nữa khí tức càng ngày càng yếu, rõ ràng cách cái chết không xa. Còn ba vị thành chủ khác, tần nguyên thì đã bị lôi điện đánh chết, thần dương lại sớm phản bội theo phe khôi thành. Một phương huyền thành, giờ phút này chỉ còn lại hàn lập và bốn người tôn đồ, đoạn thông, chu tử nguyên và chu tử thanh. Đám người huyền thành nghe vậy, sắc mặt ba người đoạn thông, Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh đại biến, có ý định chạy trốn nhưng e sợ uy thế của Sa Tâm, không dám vọng động. Giờ phút này trên người Tôn Đồ chấp động hắc quang, không biết thi triển bí thuật gì đã đứng dậy được, y nghe vậy thần sắc cũng trầm xuống. "Tiểu tử." Trong miệng Hàn Lập thì thào một tiếng. "Vâng, thành chủ yên tâm." Mặt Trác Qua không biểu tình, ôm quyền nói ra. Nữ tử váy đen và đại hán vạm vỡ đáp ứng một tiếng, từ trong đám người đi ra, đứng một tả một hữu sau lưng Sa Tâm. Nàng gọi là Tiểu Tử ánh mắt hàn lập lóe lên chăm chú nhìn vào nữ tử váy đen sa tâm đang tính khởi hành chợt có cảm ứng quay đầu nhìn về phía hàn lập bên trong huyết trận trong nội tâm hàn lập dùng mình vội vàng thu liếm tâm tư chuyên tâm giả bộ làm kẻ ngu si sa tâm khẽ nhíu mày trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc nhưng không tiếp tục trì hoãn nữa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt thân hình từ trong lỗ thủng bắn ra nữ tử váy đen và đại hán vạm vỡ theo sát phía sau sa tâm cũng từ trong lỗ thủng lớn bay ra biến mất ở phía xa trác qua không nói hai lời vung tay lên lập tức vũ vân hai nam tử đầu chọc còn có thần dương hiên viên hành sáu người bay vút đi thoáng một chút đã vây bốn người tôn đồ vào chính giữa sắc mặt bốn người khó coi tuy rằng vừa rồi còn đối địch chém giết nhưng lúc này lại theo bản năng đứng tựa lưng vào nhau bên trong huyết trận hàn lập không để ý đến đám người trác qua nhìn về hướng nữ tử váy đen ở phía xa âm thầm cắn răng nhưng lập tức thần tình trên mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh tiếp tục thúc giục huyết trận điên cuồng hấp thu khí huyết chi lực khổng lồ từ dưới mặt đất. Giờ phút này sa tâm và ách quái đều đã ly khai, ngược lại làm hắn không cần phải cố kỵ cái gì, quyết tâm dung nhập gần nửa khí huyết chi lực của huyết trận vào trong cơ thể, vận chuyển thiên sát chấn ngục công luyện hóa. Trên người hắn lập tức nổi lên tia máu sáng ngời, tiếp theo bắt đầu trùng kích huyền khiếu. Gần nửa khí huyết chi lực trong huyết trận cao minh cỡ nào, trên thân hàn lập chớp động bạch quang liên tục, một hồi tiếng bục bục trầm đục vang lên, một cái tiếp một cái huyền khiếu liên tục mở ra mà toàn bộ khắp huyết đại trận giờ phút này cũng đột nhiên sáng ngời, vô số huyết quang ở trong đó cấp tốc vận chuyển, mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Tình huống huyết trận đột nhiên thay đổi, lập tức làm đám người chắc qua chú ý tới. Ngay lúc đám người chắc qua phân tâm, phụt phụt, hai đạo nhân ảnh từ trong vòng vây khôi thành bắn ra, chính là hai người tôn đồ và đoạn thông. Hai huynh muội chu tử nguyên, chu tử thanh cũng thừa cơ hóa thành hai đạo tàn ảnh, từ trong vòng vây bay ra, trốn về một hướng khác. Chắc qua thầm mắng mình chủ quan, lập tức cùng một tên nam tử đầu chọc đuổi theo hướng hai người tôn đồ, đồng thời trong miệng hô, vũ vân, người cùng hắc nhị đuổi theo hai tên kia. Thần Dương, Hiên Viên Hành, hai tên trong huyết trận giao cho các ngươi. Vũ Vân và một tên nam tử đầu chọc khác đáp ứng một tiếng, đuổi theo hướng huynh muội Chu Tử Nguyên. Mà Thần Dương và Hiên Viên Hành lách mình đến bên cạnh huyết trận, nhìn vào bên trong. Vào thời khắc này, trong tai hai người chợt vang lên một tiếng hử lạnh, thân hình bỗng nhiên chấn động, mặt lộ vẻ thống khổ, thần hồn hai người tựa hồ bị dao găm nung đỏ hung ác đâm một phát, đang đau đớn thống khổ thì hai đạo tinh quang từ trong huyết trận điện xả ra, bên trong mơ hồ thấy mấy sợi xiềng xích lóe lên chui vào trong đầu hai người. Thân thể thần dương và hiên viên hành lập tức triệt để cứng đờ, ánh mắt trống rỗng ngây người ngay tại chỗ. Liên tiếp biến hóa nhanh như tia chớp, đám người chắc qua không hề phát hiện ra, xa xa nhìn lại thì thấy hai người thần dương đứng ở nơi đó, tựa hồ đang quan sát huyết trận. Niệm tình trước đây quen biết, ta không lấy tính mạng của các ngươi, bất quá chớ có quấy rầy ta. Bên trong huyết trận, chỗ mi tâm hàn lập có một luồng tinh quang chậm rãi phiêu tán, trong miệng thì thảo nói ra. Vừa nói xong, hắn tiếp tục toàn lực vận chuyển huyết trận, trùng kích huyền khiếu. Tôn đồ và đoạn thông trốn khỏi vòng vây, lập tức chạy về hướng lỗ thủng mà ách quái đã đánh xuyên qua. Tuy nhiên, hai người bọn họ đều đã bị thương, tốc độ có hạn, nửa đường liền bị chắc qua và tên nam tử đầu chọc kia chặn lại. Nương theo hai tiếng ầm ầm vang lớn, một sói lớn màu trắng và một con báo lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi phía trước hai người, ngăn lại đường đi của bọn họ. Hai con khôi lỗi này cao ước chừng hơn 10 trượng, thân thể cao lớn tạo thành một cái bóng rất lớn, bao phủ cả hai người kia lại. Mà Trác qua và nam tử đầu chọc, mỗi người lại đứng ở trên người mỗi con cự thú. Tôn đồ, đoạn thông dừng bước, sắc mặt khó coi vô cùng, chỗ sâu trong ánh mắt đều mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhị vị, tuy rằng ta và các ngươi cũng không thủ oán gì, bất quá thành chủ vừa mới hạ lệnh, muốn ta lấy tánh mạng của các ngươi, vậy thì đành phải đắc tội rồi. Trác qua nhàn nhạt nói ra, tiếng nói vừa xong, mười ngón tay gã hơi động một chút, đầu ngón tay mơ hồ chấp động lên từng đám tinh thi. Giống, miệng lớn dính máu của con khôi lỗi sói há rộng, lộ ra hai hàm răng trắng hiếu, cắn xuống hai người tôn đồ. Miệng lớn chưa đến, một cỗ cuồng phong đã thổi tới trước, làm cho thân hình tôn đồ và đoạn thông lắc lư, dưới chân cũng có chút cảm giác bất ổn, chương 969, dị dạng trong trận. Đối mặt với cái miệng lớn dính máu đang cắn tới của khôi lỗi bạch lang, hai người tôn đồ và đoạn thông ở phía dưới đều vội vàng tự mình nhảy về phía sau tránh né. Nhưng nào ngờ mặc dù thân thể bạch sắc cự lang này khổng lồ nhưng động tác lại nhanh chóng linh hoạt đến bất ngờ. Trước mắt đoạn thông bỗng tối sầm, một cái bàn chân trước to như cái thất thình lình xuất hiện, hung hăng đạp mạnh xuống. Sắc mặt đoạn thông đại biến nhưng đang ở trên không trung, không tránh né được, chỉ có thể vung cánh tay phải vừa thô vừa to đón đỡ. Huyền khiếu phía trên cánh tay tinh quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng chói mắt, cứng rắn chống đỡ bản chân trước của khôi lỗi kia. Một tiếng rắc giòn vang, cánh tay phải thô to của đoạn thông trước đây đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi thì nay trực tiếp vặn vẹo gãy nát, cơ thể gã thì như cọng rơm, bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, máu tươi trong miệng tuôn ra dữ dội. Thân thể cực lớn của Bạch Lang Khôi Lỗi cũng chỉ là lắc lư nhẹ một cái, lùi lại một bước nhưng lập tức đứng vững, đồng thời cái miệng to một lần nữa ngoác rộng ra, khạc mạnh đến chỗ đoạn thông. Trong miệng cự lang khôi lỗi tỏa ra tia sáng trắng, cả cái đầu bỗng nhiên run mạnh một cái, trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh trầm thấp. Một chùm bạch quang từ trong miệng nó mãnh liệt phóng ra, là vô số chiếc phi châm màu trắng phát ra tiếng rít như quỷ khóc, hung hăng bắn đến thân thể đoạn thông và cả mặt đất trong phạm vi mấy trượng xung quanh đó. Những thứ phi châm này ẩn chứa sức mạnh cực lớn, mặt đất trong phạm vi mấy trượng trực tiếp bị lõm xuống toàn bộ cơ thể đoạn thông bị ghim sâu vào mặt đất, từ trên xuống dưới bị phi châm xuyên qua vô số lỗ thủng, đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra đã đi đời nhà ma. Tôn đầu nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người định chạy trốn. Vào thời khắc này, đỉnh đầu gã chợt tối sầm lại, là một con ngân báo khôi lỗi khác do tên nam tử đầu chọc kia khống chế, lăng không đánh tới. Hai cái móng vuốt của nó cực lớn vồ mạnh xuống, Tôn Đồ vừa mới tận mắt nhìn thấy sức mạnh của cự lang khôi lỗi dễ dàng đánh chết đoạn thông nên không dám ngăn chặn, bạch quang phía trên hai chân đại thịnh, tránh gấp sang bên cạnh, miễn cưỡng thoát khỏi đòn tấn công của ngân báo khôi lỗi. Vào thời khắc này, âm thanh chói tai gầm rú vang lên, chính là đầu cự lang khôi lỗi cách đó không xa, há cái miệng lớn hướng về phía Tôn Đồ. Tia sáng trắng trong miệng hiện lên, vô số bạch sắc phi châm phun ra, như mưa phủ xuống. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong miệng Tôn Đồ, trong tay hiện ra hắc quang, thình linh xuất ra một thanh cốt kiếm màu đen rất nhỏ, chém về phía vô số phi châm đang bay đầy trời. Một mảnh sáng mờ màu đen bỗng nhiên hiện lên phía trên hắc kiếm, quay tít một vòng liền hóa thành một hư ảnh quái thú màu đen giống như con lim miêu, hướng về phía phi châm đầy trời đang lao xuống, rồi há to miệng hút mạnh vào. Một cỗ hắc quang như gió lốc bay ra, quấn lấy những cái phi châm kia. Bóng trắng lóe lên, tất cả phi châm đều biến mất vô tung. Thú ảnh màu đen kia lóe lên, chui vào bên trong hắc kiếm không thấy bóng dáng, hơn nữa hắc quang trên thân kiếm ảm đạm đi rất nhiều. Bất quá bàn tay tôn đồ khẽ đảo, trong tay bay ra một tinh hạt màu trắng, đặt vào bên trong một chỗ lõm ở chuôi hắc kiếm. Tinh hạt chấp động bạch quang, phút chốc biến mất vô tung, quang mang trên thân hắc kiếm lập tức khôi phục như ban đầu. Ồ, chắc qua thấy cảnh này, trong miệng khẽ hổ lên một tiếng nhưng động tác trên tay không hề chậm, mười ngón liên tục chuyển động. Bốn vó của con khôi lối cự lang khẽ động, thân thể cực lớn hóa thành một đạo bóng trắng bay nhào đến, trong nháy mắt đã đến trước người tôn đồ, tốc độ so với ngân báo khôi lỗi kia nhanh hơn gấp bội, hai cái chân trước mang theo kình phong như thể cắt đứt mọi thứ, mãnh liệt vồ xuống. Tôn đồ không quá kinh hoàng, huyền khiếu hai chân sáng rực bạch quang, một lần nữa lách mình tránh né đi. Cự lang khôi lỗi bổ nhào về phía trước nhưng không trúng, bốn chân của nó vừa chạm đất liền đạp mạnh một cái, thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ tiếp tục vò tới tôn đồ gần như không có thời gian gián đoạn. Thân thể tôn đồ nhoáng một cái, hiểm hiểm tránh né. Cự lang khôi lỗi tấn công hai lần liên tục không trúng, bạch quang bên ngoài thân chấp động, như thiểm điện quay đầu há miệng đất về phía tôn đồ. Từng đạo tàn ảnh từ trong miệng tuôn ra, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không ít. Bước chân tôn đồ liền xê dịch, thân pháp biến ảo, lần nữa tránh thoát. Gã thân là bạch nham thành chủ, giờ phút này cho dù là thân chịu trọng thương nhưng thực lực vẫn vượt xa đám người đoạn thông, cự lang khôi lỗi vậy mà nhất thời không làm gì được gã. Cự lang khôi lỗi điên cuồng hét lên từng tiếng liên tục, Lần nữa tiếp tục tấn công với đủ các loại công kích như đập, cắn, xé, vồ. Tựa mưa to gió lớn, toàn bộ thủ đoạn công kích so với vật sống chân chính còn muốn bén nhạy hơn rất nhiều, chỉ là phi châm công kích trước kia vẫn chưa sử dụng lại, không biết có phải đã sử dụng hết hay không. Mặc dù không có đại sát khí như phi châm, khó có thể một kích đánh gục kẻ địch nhưng bạch quang trên thân cự lang khôi lỗi nhanh chóng trở nên sáng ngời, tốc độ vậy mà cũng càng lúc càng nhanh, thân thể hóa thành một đoàn bóng trắng, dần dần đuổi kịp Tôn Đồ tên nam tử đầu trào còn lại vậy mà chỉ khống chế ngân báo khôi lỗi đứng ở đằng xa quan sát không có xuất thủ tương trợ con cô phong nguyễn lang kia của chắc qua chính là bộ khôi lỗi có phẩm chất cực cao bên trong khôi thành chừng trị một tên thành chủ huyền thành bị thương không thành vấn đề bởi vậy có tiến lên trợ giúp chỉ tổ vướng chân vướng tay nên y không ra tay chỉ thấy tốc độ công kích của bạch lang khôi lỗi càng lúc càng nhanh nó bỗng nhiên xuất ra một chảo ngang qua người tôn đồ lách mình ý đổ lướt sang ngang tránh né nhưng một chảo của bạch lang khôi lỗi này theo một góc rất xảo quyệt tốc độ lại quá nhanh mắt thấy là sẽ bị đánh trúng gã hét lớn một tiếng hắc kiếm trong tay lần nữa lăng không chém ra một cái thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra mảng lớn hắc quang lần nữa hóa thành hư ảnh quái thú lim miêu cắn vào chân trước bạch lang một cái hút mạnh vào bóng trắng lóe lên chân trước bạch lang khôi lỗi giống như bị hòa tan vậy hư không tiêu thất quái thú màu đen lần nữa lóe lên lại chui vào thân hắc kiếm nhưng vào thời khắc này thân hình bạch lang khôi lỗi quay cuồng một cái cái chân trước còn lại như thiểm điện vung lên tựa hồ giống như đoán ra hư ảnh quái thú ly miêu sẽ xuất hiện vậy vô luận thời cơ hay góc độ đều chính xác đến cực điểm vào lúc hư ảnh quái thú ly miêu vừa chui vào biến mất lập tức chân trước xuyên ngang qua vổ lên trên ngực tôn đồ huyết quang hiện ra cả người tôn đồ lập tức bị đánh bay đi trước ngực hiện ra mấy vết thương vừa dài vừa sâu máu tươi điên cuồng trào ra bịch một tiếng thân thể gã nện thẳng xuống mặt đất. Không đợi gã bò dậy, thanh âm sắc nhọn vang lên, một cây đoàn kích như điện bắn tới, xuyên thủng qua vùng đan điền dưới bụng tôn đồ, ghim thân thể gã lên trên mặt đất. Tôn đồ giấy dụa hai cái, rất nhanh triệt để bất động. Trác điện chủ nắm giữ khôi chi thuật tinh tiến rất nhiều. Xem ra bên trong khôi thành, trừ thành chủ, không ai có thể vượt qua ngươi rồi. Bội phục, tên nam tử đầu chọc thúc dục ngân báo khôi lỗi đi tới, cười nói. Hắc đại huynh quá khen, nếu bàn về nắm giữ khôi chi thuật, không nói vũ vân điện chủ, côn ngọc điện chủ đều không thua kém chắc mỗ, mà tiểu tử cô nương mới tới lại càng có thiên tư kinh người, ngay cả thành chủ cũng tán thưởng không thôi. Những năm này thành chủ tự mình chỉ điểm, bây giờ về khôi chi thuật, chỉ sợ nàng đã nắm giữ toàn bộ chân truyền của thành chủ rồi. Tại hạ không dám xưng trước, chắc qua cười nhạt một tiếng, nói ra, đang lúc nói chuyện, gã thả người nhảy xuống, hạ xuống bên cạnh tôn đồ, chào một cái thu hồi đoàn kích lại ánh mắt của gã lập tức chuyển hướng nhìn về phía cốt kiếm màu đen rơi ở một bên vắt tay cầm lấy lật xem hai lượt ánh mắt có chút sáng ngời khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau khi thu hồi cốt kiếm của tôn đồ tay gã lại thò vào trong ngực tôn đồ lục lọi một hồi lấy ra một ít thứ rồi thu lại rất nhanh nhảy lên bạch lang khôi lỗi hắc đại thấy hành động của trác qua cũng không nói gì tôn đồ chính là do trác qua đánh chết tất cả vật phẩm trên người tự nhiên thuộc về trác qua hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Vũ Vân, Thần Dương. Hai người Vũ Vân đang kịch đấu say xưa cùng Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh. Hai huynh muội Chu Tử Nguyên không bị tổn thương gì, thực lực cường đại nên dù hai người Vũ Vân toàn lực ra tay, một chốc một lát cũng không thể đem hai người bắt lại. Bất quá bọn Vũ Vân giờ phút này đã chiếm được thế thượng phong, chiến thắng là chuyện sớm muộn. Nhưng lúc này Thần Dương và Hiên Viên Hành đứng ở phụ cận huyết trận, nhìn vào bên trong, vẫn không hề nhúc nhích, hiển nhiên ngay từ đầu đã không có ra tay sắc mặt trác qua trầm xuống thúc giục bạch lang khôi lỗi chạy vội qua trong nháy mắt liền đến gần hai người thần dương thần dương đạo hiếu vì sao các ngươi không ra tay trác qua trầm giọng hỏi a à, bọn chúng xảy ra chuyện gì hắc đại cũng theo tới đây đột nhiên khẽ kêu lên tiếng trác qua nghe vậy đưa mắt nhìn qua thấy mắt của hai người trống rỗng ngốc trệ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi gã nhẹ nhàng từ khôi lỗi bay xuống các ngươi xảy ra chuyện gì vậy Trác Qua vỗ vỗ thân thể hai người nhưng Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ. Nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ là bị người khác dùng thủ đoạn giam cầm thần hồn rồi. Hắc Đại quan sát thoáng qua thần sắc hai người, nói ra: "Ta cũng thấy vậy, chỉ là là người phương nào ra tay, chẳng lẽ có quan hệ với huyết trận này?" Trác Qua thì thào tự nói, lập tức nhìn về phía hai người Hàn Lập và Phù Kiên bên trong huyết trận. Kén máu quanh hai người Hàn Lập càng ngày càng dày. Từ phía bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được từng tiếng thanh âm oanh minh truyền ra. Dù cho không phải kẻ bên trong gây ra thì huyết trận này cũng không thể vận hành thêm nữa. Trong mắt Trác Qua lóe lên lãnh mang, phi thân nhảy lên lưng Bạch Lang khôi lỗi, 10 ngón bấm. Các nơi trên thân thể Bạch Lang khôi lỗi tỏa ra bạch quang chói mắt, hơn nữa theo gã thi pháp, hội tụ về phía cái chân trước còn lại của nó. Mở, sắc mặt Trác Qua nghiêm túc, 10 ngón tay chuyển động liên tục thân hình khổng lồ của Bạch Lang khôi lỗi bay vọt lên, chân trước lăng không vung lên. Xoẹt một tiếng, năm đạo tia sáng hình bán nguyệt trắng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng to lên. Trong nháy mắt, năm đạo quang nhận, mỗi một đạo đều to lớn tầm hơn 10 trượng, tỏa ra bạch quang vô cùng chói mắt, mắt thường không cách nào nhìn thẳng được. Quang nhận xẹt qua hư không phát ra thanh âm xì xì khiến cho người ta sợ hãi, tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt như chảm phá vạn vật. Xa xa đám người Vũ Vân Chu Tử Nguyên đang kịch chiến cảm ứng được tình huống chỗ huyết trận, động tác trên tay đều dừng một chút, quay đầu nhìn qua. Năm đạo bạch sắc quang nhận như chậm mà nhanh, chấp động một cái liền xuất hiện ở trước huyết sắc quang mạc, hung hăng hạ xuống. Vào thời khắc này, huyết sắc quang mạc đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn. Sau một hồi huyết sắc tinh quang lưu chuyển, quang mạc đột nhiên dày hơn gấp bội, hơn nữa tỏa ra huyết quang mút trời, nghênh đón năm đạo quang nhận. Một tiếng ầm nổ mạnh rung trời quang mang hai màu đỏ trắng bộc phát ngút trời, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, vô số đá lớn đá nhỏ rơi xuống như mưa, vết rách trên vách tường tứ phía lại sâu hơn rất nhiều. Đại điện lắc lư rất nhanh khôi phục lại, quang mang hai màu đỏ trắng nhanh chóng phiêu tán, lộ ra huyết sắc quang mạc rõ ràng vẫn bảo trì nguyên trạng, không có chút dấu hiệu tổn hại nào. Trác qua nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xem ra hai người thần dương bị như vậy là do hai kẻ bên trong huyết trận gây ra. Trác điện chủ, Ta giúp ngươi một tay, cùng nhau phá vỡ cấm chế này." Hắc Đại hô to, chương 970, chiếm giữ. Trong lúc nói chuyện, hai tay Hắc Đại nhấc lên, chợt bên ngoài thân khôi lỗi ngân báo phía dưới nổi lên từng đường vân màu bạc, chấp động hào quang màu bạc như đang vận sức chờ phát động. Màn sáng này cực kỳ kiên cố, nếu chỉ dựa vào hai con khôi lỗi của chúng ta sợ là chưa đủ. Vẻ mặt Trác Qua đã khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ngăn Hắc Đại lại, từ tốn nói. "Vậy làm sao bây giờ?" ánh mắt hắc đại không khỏi chừng một cái không cần lo lắng khôi lối của chúng ta không phá được cấm chế này không có nghĩa là thứ khác không phá được lúc này ta mới hiểu vì sao thành chủ để lại con khôi lỗi kim dực kiêu trác qua quay người nhìn về bộ khôi lối kim dực kiêu nằm trên mặt đất phía xa nhếch miệng cười một tiếng đang muốn xoay người đi đến chỗ đó bất ngờ bên tai gã vang lên một tiếng hử lạnh một sợi thần thức vô hình đâm vào đầu trác qua trong miệng trác qua phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết hai tay bỗng nhiên ôm đầu vào ngay lúc đó, một đạo tinh quang từ trong huyết trận bắn ra nhanh như chớp, trong nháy mắt lao đến trước người Trác Qua. Trong tinh quang mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi xiềng xích óng ánh, muốn chui vào trong đầu Trác Qua. Ngay đúng lúc đó, giữa mi tâm Trác Qua tuôn ra hơn 10 sợi tinh ti vô cùng nhỏ gần như trong suốt, quấn chặt lấy đạo tinh quang đang phóng tới, bao gồm cả xiềng xích óng ánh bên trong. Những xiềng xích óng ánh kia phảng phất như cá mắc lưới, bị những sợi tinh ti hết sức nhỏ bé kia quấn quanh nên dừng lại giữa không trung chẳng qua những xiềng xích kia thô to hơn nhiều so với tinh thi, chúng ra sức dẫy ruộ để tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nhưng thời khắc dừng lại tích tắc đó cũng đủ để chắc qua kịp phản ứng, gã thả người nhảy xuống khôi lỗi bạch lang, nhanh chóng bay vút về phía xa, trong miệng cười lạnh hắc hắc nói, xem ra các hạ không có nhiều kinh nghiệm giao thủ với người khôi thành, loại trình độ công kích thần hồn này quả thật không có tác dụng đối với bọn ta. Hắc đại cũng lập tức thúc giục khôi lỗi theo sát sau lưng chắc qua, lao nhanh về phía xa. Trong huyết trận, hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết giữa mi tâm lóe lên tinh quang mấy sợi xiềng xích óng ánh kia lập tức sáng rõ hào quang dãy ruộa từ trong những sợi tinh ti thoát ra nhưng không truy đuổi hai người trác qua nữa mà quay ngược về hàn lập hít sâu một hơi toàn lực vận chuyển huyết trận tiếp tục trùng kích huyền khiếu trên người trong khoảng thời gian ngắn này trên người hắn đã mở ra hai ba mươi huyệt huyền khiếu trong nháy mắt trác qua tung người hạ xuống khôi lối kim dược kiêu mười ngón tay của gã chuyển động không ngừng từng đạo tinh thi từ trong tay bắn ra, chui vào trong thể nội khôi lỗi kim dực kiêu. Hắc đại đứng trước khôi lỗi kim dực kiêu, cảnh giác nhìn về huyết trận phía xa. Chẳng qua, huyết trận nơi đó cũng không có phát sinh biến cố nào nữa. Bên ngoài thân kim dực kiêu lập tức nổi lên một tầng kim quang sáng rực, chỉ có điều đám hắc quang kia vẫn như cũ còn bám trên đó, tuy vậy chúng đã đình chỉ khuyết tán. Trong miệng chắc qua nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, kim quang trên người kim dực kiêu lập tức nổi lên sóng gió cuồn cuộn, bao phủ đám hắc quang vào bên trong, đồng thời phản công ồ ạt. Đám hắc quang kia bắt đầu phiêu tán, chỉ là tốc độ rất chậm. Trong mắt chắc qua lóe lên một tia không kiên nhẫn, liền vung tay lên, đột nhiên trong tay hiện ra một thanh cốt kiếm màu đen, chính là chuôi kiếm của tôn đồ. Gã lăng không chém một cái, trên cốt kiếm sáng rực hắc quang, lần nữa hiện ra hư ảnh quái thú ly miêu, chẳng qua hình dáng của nó so với trước đã phai nhạt đi rất nhiều, hơn nữa bộ dáng có chút huệ oải không muốn động đậy. Chắc qua hừ nhẹ một tiếng, bàn tay cầm kiếm liền chấp động bạch quang, từ trong đó còn kèm theo mấy đạo tinh ti. Lúc này, hư ảnh quái thú Lim Miu mới động đậy đứng lên, há miệng khẽ đớp về phía hắc quang đang bám trên người kim dực kiêu. Những hắc quang kia nhanh chóng tách khỏi khôi lỗi kim dực kiêu, hóa thành một cột sáng màu đen mông lung, chui vào trong miệng quái thú Li Miu. Bị kim quang bên ngoài thân kim dực kiêu ra sức trục xuất, còn có Lim Miu quái thú cắn nuốt, đám hắc quang kia nhanh chóng rời khỏi khôi lỗi sau mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa khôi lỗi kim dược kiêu phát ra một tiếng hót vang vui mừng, hai cánh nó mở ra, cả thân thể khổng lồ của nó vọt lên, hóa thành một mảnh nguyễn ảnh lao vùn vụt, lượn vòng bên trong đại điện, tốc độ nhanh kinh người, dễ dàng kéo lê hơn 10 đạo tàn ảnh. Kim ảnh mang theo từng đạo kình phong sắc bén như thực chất, gào thét ở trong đại điện, dễ dàng vạch ra từng đạo vết tích trên mặt đất và vách tường. Bọn người Vũ Vân, chủ tử Nguyên bị kình phong ảnh hưởng đến, vội vàng tránh né lui về phía sau, tạm dừng giao chiến chu tử nguyên nhìn kim ảnh lao vùn vụt trên mặt nổi lên một tia sợ hãi chu tử thanh cũng nhìn kim ảnh bay giữa không trung nhưng không có nhìn nhiều kim dực kiêu mà ánh mắt tập trung vào thân ảnh chắc qua trong mắt hiện lên hào quang phức tạp mặc dù huyễn ảnh màu vàng nhanh chóng vô cùng nhưng lại ẩn ẩn có chút phiêu hốt bất ổn đây là lần đầu chắc qua điều khiển khôi lỗi này cho nên thủ pháp còn chưa thành thục chẳng qua sau khi bay hai vòng quanh đại điện khôi lỗi kim dực kiêu rất nhanh liền ổn định lại khôi thành đệ nhất tốc độ Kim Dực Kiêu, quả nhiên không tầm thường. Trong lòng chắc Qua nóng như lửa, gã lập tức nhìn về phía đại trận màu máu, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bỗng nhiên hai tay mười ngón không ngừng lay động như bánh xe. Trong miệng Kim Dực Kiêu phát ra một tiếng kêu bén nhọn, vỗ mạnh hai cánh, chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lao nhanh như lôi điện về phía huyết trận. Gần tới huyết trận, bỗng nhiên hai cánh Kim Dực Kiêu thu lại, cả người nhìn giống như cây dùi nhọn màu vàng thật lớn, trên đỉnh cây dùi chính là cái mỏ chim sắc bén của Kim Dực Kiêu. Mỏ chim màu vàng phát ra hàn quang màu vàng không gì không phá được, mang theo khí thế xuyên thủng tất cả, đâm vào màn sáng màu máu. Bên trong kén máu, hàn lập nhướng mày, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Ngay nghi tâm của hắn lóe lên tinh quang, từ đó bắn ra một đạo kiếm ảnh óng ánh phát ra một cỗ cảm giác sắc bén, chính là thần niệm chi kiếm. Chẳng qua cùng lúc dùng thần niệm tù lung giam cầm hai người thần dương, hắn đã hao tổn rất nhiều lực lượng thần thức, vì vậy mà uy lực thần niệm chi kiếm thi triển lần này so với lần thi triển trước đó đã nhỏ hơn rất nhiều. Thần niệm chi kiếm bắn ra như lôi điện, mục tiêu không phải là khôi lỗi kim dực kiêu, mà lao nhanh tới chắc qua. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, đạo kiếm ảnh kia liền xuất hiện trước người chắc qua, lao thẳng tới mi tâm của gã. Chắc qua cảm nhận được khí thức thần niệm chi kiếm, sắc mặt đại biến, không kịp điều khiển khôi lỗi, cả người mau chóng tránh né sang bên cạnh. Đột nhiên thần niệm chi kiếm cũng chuyển hướng một cái, không chém về phía chắc qua, mà chém xuống tinh thi phát ra từ hai tay của gã muốn dương đông kích tây buồn cười ngươi cho là ta không nghĩ tới điều đó sao trong mắt chắc qua giật mình tuy nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia giễu cợt mười ngón tay gã liền khẽ động mặt ngoài tinh thi từ đầu ngón tay phát ra chớp động tinh quang thình lình đều hóa thành hình dạng sương mù thần niệm chi kiếm không ngừng chút nào chém tới đám tinh quang hóa thành sương mù này một tiếng xoẹt vang lên trong hư không bùng lên từng điểm tinh quang những tinh quang trong trạng trái sương mù kia đều nổ tung phiêu tán tuy vậy phần sáng của thần niệm chi kiếm cũng đại giảm tựa như đã tiêu hao khá lớn nó không tiếp tục dừng lại ở bên ngoài mà bay vụt quay trở lại màn sáng màu máu cái gì trác qua ngẩn ngơ trong mắt lộ vẻ khó có thể tin được kim dực kiêu lập tức mất đi điều khiển hai cánh đang gập lại bất ngờ mở ra khiến cho hướng bay lệch đi biến thành bay vọt lên trên kết quả là khu vực pha chạm vào màn sáng màu máu đáng lẽ là phần mỏ chim thì lúc này lại đột nhiên biến thành phần bụng một tiếng ầm vang thật lớn màn sáng màu máu lõm sâu vào bên trong lập tức nhấp nhô chấn động hào quang màu máu chấp loạn khôi lối kim dược kiêu bị màn sáng hất ngược lại văng thẳng lên trên nóc nhà ngay lúc này rốt cuộc trác qua đã hồi phục hai tay như bánh xe lần nữa điểm động từ đó bắn ra từng đạo tinh ti nhanh như lôi điện chui vào trong thể nổi kim dược kiêu mặt ngoài kim dược kiêu chấp động kim quang lần nữa được trác qua khống chế hai cánh nó vỗ không ngừng trong thời khắc sắp đụng vào nóc nhà thì thân hình của nó kịp dừng lại trác qua thở ra một hơi thật dài nhìn về phía huyết trận tiếp đó mười ngón tay khẽ động khôi lỗi kim dực kiêu lập tức thay đổi phương hướng lần nữa đánh tới huyết trận chẳng qua lần này gã không điều khiển kim dực kiêu dùng mỏ công kích nữa mà đứng ở khoảng cách xa rồi mở hai cánh ra trên hai cánh nổi lên kim quang suy 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 vô số kim vỗ từ trên hai cánh bùng nổ bắn ra từ đó phát âm thanh gào thét đáng sợ, đánh về phía màn sáng màu máu. Trong kén máu, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, giờ phút này, cả người hắn ở trong huyết trận, thủ đoạn có thể sử dụng không nhiều. Nếu chắc qua gần huyết trận thì hắn còn có thể ứng phó được một chút nhưng gã đứng từ đằng xa công kích tới, ngay cả một chút biện pháp ứng phó hắn cũng không có. Rơi vào đường cùng, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết. Trên màn sáng màu máu tỏa sáng hào quang, từ đó nổi lên vô số đường vân màu máu, lần nữa tăng thêm một chút, ngạnh kháng những kim vũ đang công kích đến. Tiếng nổ tung ầm ầm không ngừng vang lên, khiến cho màn sáng màu máu rung động dữ dội, nhanh chóng trở nên mỏng manh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một bên hắc đại thấy vậy, cũng thúc giục khôi lỗi ngân báo phát động công kích từ cự ly xa, trợ giúp chắc qua. Màn sáng màu máu càng lúc càng mỏng manh, sau mấy hơi thở rốt cục bụp một tiếng, triệt để sụp đổ vỡ vụn. Kim vũ đầy trời không hề ngừng lại chút nào, mà tiếp tục bắn vào trong huyết trận. Những kim vũ này có uy lực lớn đến kinh người, chỉ nghe âm thanh như xé vải không ngừng truyền ra, những trận văn trong huyết trận cũng bị chúng tùy tiện cắt đứt chém nát, dễ dàng phá hủy hơn phân nửa. Huyết trận còn sót lại chấn động kịch liệt, một cái tiếp một cái cực lớn nhấp nhô trên bề mặt, rồi nổ tung ầm ầm. Ầm, ầm, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, huyết trận còn sót lại cuối cùng triệt để biến mất, hóa thành một mảnh sóng khí màu máu mờ mịt như cơn sóng dữ dâng trào khuếch tán quét ra bốn phương tám hướng mặc dù Trác Qua và Hắc Đại đứng khá xa nhưng trong nháy mắt cũng bị sóng khí màu máu lan đến, cả người lẫn khôi lỗi liền bị đẩy ngược về phía sau. dưới tình thế cấp bách, hai tay Trác Qua nhanh chóng kết động một hồi, thúc giục khôi lỗi kim dược kiêu ổn định lại thân hình. không đợi gã triệt để ổn định lại kim dược kiêu, bất ngờ sóng khí màu máu phía trước chấn động một cái, một bóng người từ đó bắn ra nhanh như điện, cả người bao phủ hào quang chói mắt, một quyền đánh vào đầu Trác Qua, trên nắm đấm tràn ngập man lực như muốn phá toái hư không lưu lại một vệt trắng bạc rõ ràng hơn nữa phát ra tiếng nổ vang như lôi đình sắc mặt chắc qua đại biến không kịp điều khiển kim dực kiêu chân gã đạp mạnh xuống khôi lỗi cả người nhanh chóng bắn ngược về phía sau cùng lúc đó trên hai chân của gã mỗi chân sáng lên một đảo hào quang thô to phun về phía trước làm cho tốc độ của gã lần nữa đột một tăng lên hung hiểm tránh thoát khỏi một quyền đang đánh tới hừ bóng người kia hừ lạnh một tiếng chân cũng đạp mạnh lên trên lưng con khôi lỗi kim dực kiêu một tiếng ầm vang lên nặng nề, cả thân thể khổng lồ kim dực kiêu giống như thiên thạch rơi xuống, đập mạnh trên mặt đất. Bóng người màu trắng kia mượn lực lao tới, chợt veo một tiếng biến mất không thấy đâu nữa, sau một khắc liền trống rỗng xuất hiện trước người chắc qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt chắc qua lóe lên vẻ hoảng sợ, không hề thấy làm động tác nào khác, bất ngờ phía sau gã rung lên, rồi từ sống lưng bắn ra tám đạo hắc quang, không ngờ là tám cái chân dài màu đen cong veo, nhìn giống như là chân nhện. Tám cái chân nhện này, mỗi một cái đều dài hai ba trượng, phần đuôi ngăm đen sắc bén, từ đó chấp động từng đạo hào quang âm u, làm cho người ta nhìn vào không rét mà run. Xuy suy suy, tám cái chân nhện vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế xét đánh đâm thẳng về phía bóng người màu trắng kia. chương 971, Thủ đoạn lôi đình. Mặc dù tốc độ của tám cái chân nhện dù nhanh như xét đánh nhưng tốc độ của bạch sắc nhân ảnh còn nhanh hơn. Hai tay của nhân ảnh giang ra hai bên trái phải rồi nắm lại, tám cái chân nhện không biết như thế nào toàn bộ lại rơi vào trong tay bóng trắng, sau đó bị người nọ dùng lực bóp lại. Rắc một tiếng, tám chân nhện trực tiếp bị bẻ gãy toàn bộ. Người nọ vung tay lên, tám chân nhện hóa thành tám đạo bóng đen bắn trở lại, lấy thế nhanh như chớp, đâm vào trước ngực chắc qua, xuyên thấu qua. Toàn bộ thân thể chắc qua bị đánh bay ngược ra sau nhưng trong lúc bay ngược ra sau, thân thể gã lăng không đảo một cái, đồng thời hất tay lên. Một sợi dây thường dài màu trắng từ trong tay áo bắn ra, dẹt một tiếng đâm vào nóc đại điện. Một tay gã nắm dây thường dài kéo lên, thân thể bay vút lên cao, qua cái lỗ thủng lớn trên nóc đại điện bắn ra, biến mất ở bên ngoài. Gã hành động liên tiếp vô cùng mạnh mẽ, không có chút dấu hiệu bị thương. Bạch sắc nhân ảnh ồ nhẹ một tiếng nhưng không đuổi theo, mà thân hình khẽ động, bay vụt xuống. Sóng khí huyết sắc phía dưới giờ phút này mới phiêu tán bớt đi, mặt hắc đại tràn đầy vẻ sợ hãi, thúc giục ngân báo khôi lỗi vừa mới ổn định thân hình, chạy trốn về phía lỗ thủng lớn ở vách tường phía xa. Nhưng vào thời khắc này, trên đầu ngân báo hoa lên một bóng người, đạo bạch sắc nhân ảnh kia trống giống xuất hiện như ma quỷ. Hắc đại đạo hiếu, hà tất vội vã rời đi như vậy. Bóng người nói một câu, trên người chấp động bạch quang, một cỗ tràn đầy man lực tỏa ra, khiến cho hư không xung quanh ba động dập dành như mặt nước. Đầu con ngân báo khôi lỗi giặc một tiếng, lập tức hiện ra một vết sạn lớn. Thân hình hắc đại khẽ động, đang muốn từ trên thân ngân báo khôi lỗi nhảy xuống bỏ chạy nhưng trong lòng nghĩ lại, tốc độ của mình chênh lệch quá xa với người này, căn bản không có khả năng chạy thoát, liền dừng lại. Thông minh, vừa rồi nếu người dám chạy trốn, kết cục sẽ giống với khôi lỗi này. Bạch sắc nhân ảnh đạp chân một cái, một cỗ man lực sắc bén từ dưới chân hắn đột nhiên bộc phát ra, đâm vào đầu ngân báo khôi lỗi. Âm một tiếng trầm đục, đầu ngân báo khôi lỗi bị cổ cự lực này xuyên qua, xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, thân thể cao lớn của nó lập tức ngã xuống ầm ầm. Thân thể hắc đại run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thành thành thật thật đứng ở đó, không dám vọng động chút nào. Một tiếng rầm thật lớn từ bên cạnh truyền đến, một chỗ trên vách tường xa xa bị đánh thành một lỗ thủng lớn, hai đạo nhân ảnh xuyên qua lỗ thủng lớn bay đi, chính là hai tên Vũ Vân và Hắc Nhị. Hai kẻ này chứng kiến tình huống huyết trận nơi này, kinh hãi quá nên lập tức buông bỏ Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh, quay người chạy trốn bạch sắc nhân ảnh nhìn nơi đó, cũng không có đuổi theo. Vẻ mặt Chu Tử Thanh sợ hãi, đang tính quay người chạy trốn, lại bị Chu Tử Nguyên kéo lại. Hai người thoáng truyền âm trao đổi một chút, rồi cất bước đi tới. Lệ đạo hiếu, đa tạ người hôm nay đã cứu giúp. Giờ phút này, trên người Chu Tử Nguyên trồng chất vết thương nhưng vẫn như cũ đứng thẳng tắp, chắp tay thi lễ một cái với bạch sắc nhân ảnh. Chu Tử Thanh cũng thi lễ một cái, nói cảm ơn. Trên người bóng trắng nhanh chóng tiêu tán bạch quang, lộ ra thân ảnh hàn lập những người khôi thành kia tự mình rời đi mà thôi, nhị vị không cần cảm ơn ta. Hàn lập nhìn hai người, nhàn nhạt nói ra, đối với huynh muội chu tử nguyên, hắn không có ác cảm gì, chỉ là bây giờ đối địch với ách quái, đương nhiên không muốn quan hệ với hai người này. Bất kể thế nào, tính mạng hai người chúng ta hôm nay là do lệ đạo hữu cứu. Chu tử nguyên ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau tất nhiên sẽ hồi báo. Cáo từ, chu tử nguyên mở miệng nói ra, quay người đi đến lỗ thủng lớn trên vách tường kia. Chu tử thanh nhìn hàn lập, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra, quay người đuổi theo chu tử nguyên. Hai người rất nhanh từ lỗ thủng lớn trên vách tường phóng đi, rồi biến mất. Lệ đạo hiếu, người lưu ta lại, không biết cần làm chuyện gì. Hắc đại chờ hai người chu tử nguyên rời khỏi, nhìn sắc mặt hàn lập, thấp thỏm trong lòng, cẩn thận hỏi. Ngươi không cần sợ hãi, ta lưu ngươi lại, chẳng qua là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần câu trả lời của ngươi làm cho ta hài lòng, Ta sẽ không lấy tính mạng ngươi. Đi theo ta." Hàn Lập không trả lời câu hỏi của Hắc Đại, quay người đi đến phía xa. Hắc Đại nghe vậy trong lòng buông lỏng, lập tức cất bước đuổi theo. Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh khôi lỗi kim dược kiêu, Hàn Lập nhìn khôi lỗi trước mắt, quan sát kỹ một lượt, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. "Nếu ta không nhìn lầm khôi chi pháp mà khôi thành sử dụng là dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình, từ đó khống chế khôi lỗi, đúng vậy không?" Hàn Lập quay đầu nhìn về phía Hắc Đại, hỏi không sai, đúng là như thế. Hắc đại hơi trần chờ đáp, dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình, cần lực lượng thần thức rất cường đại, người khôi thành các người khống chế khôi lỗi nhất định có bí thuật tu luyện tăng cường thần thức cường đại. Thuật này tên gọi là gì? Hàn lập lại hỏi, là sa tâm thành chủ truyền thụ cho chúng ta một loại bí thuật tên là khôi lỗi chi tâm. Hắc đại trung thực trả lời, giao bí pháp này cho ta, đuôi lông mày hàn lập nhướng lên, lạnh lùng nói hôm nay hắn trở mặt với khôi thành còn là vì nữ tử váy đen kia ngày sau không chừng sẽ có đại chiến đối với thủ đoạn khôi thành hắn đã biết đại khái bất quá cần phân tích cẩn thận hắc đại nghe nói thế sắc mặt biến đổi hiện ra một chút do dự thế nào việc này làm ngươi khó xử à trong mắt hàn lập hơi híp lại trên mặt dâng lên một tầng xương lạnh không có bí thuật ở đây mời lệ đạo hữu xem qua hắc đại nhìn sắc mặt hàn lập trong lòng khẽ động biết rõ nếu không tuân lệnh Lập tức chỉ có con đường chết, vội vàng buông cố kỵ trong lòng, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Sắc mặt Hàn Lập hơi trì hoãn, tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó. Bên trong là một môn bí thuật rèn luyện thần hồn, chia làm 5 tầng, tinh diệu dị thường, so với luyện thần thuật cũng không kém hơn bao nhiêu. Ngoại trừ khôi lỗi chi tâm, bên trong ngọc giản còn có bí thuật điều khiển khôi lỗi bằng cách làm thần thức hóa hình, dị thường huyền diệu. Hàn Lập vốn vô cùng có hứng thú với khôi lỗi chi đạo, lập tức nghiên cứu kỹ càng. Sau một lát, hắn thu hồi ngọc giản, hai tay nhấc lên. Âm thanh xùy xùi nhẹ vang lên, từng đạo tinh ti vừa thô vừa to từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể kim dược kiêu. Bên ngoài thân kim dược kiêu sáng ngời kim quang, lập tức bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Hắc Đại thấy cảnh này, cảm thấy khiếp sợ, khôi chi thuật này vô cùng thâm thúy, dù lực lượng thần thức có đủ, muốn luyện thành thuật này tối thiểu cũng phải khổ luyện trăm năm trở lên, người trước mắt này vậy mà trong nháy mắt đã luyện thành. Thân hình Hàn Lập khẽ động, thả người nhảy lên lưng kim dược kiêu, ngón tay khẽ nhúc nhích. Kim dược kiêu lập tức phóng lên, bay múa xung quanh điện. Chỉ là thủ pháp điều khiển của hắn chưa thông thạo, kim dược kiêu bay lúc cao lúc thấp, xa xa không bằng chắc qua, càng không thể so sánh với sự tinh diệu của Sa Tâm lúc trước, tranh lệch một trời một vực. Hàn Lập không ở trên không trung quá lâu, rất nhanh dừng kim dược kiêu lại, thả người nhảy xuống. Khôi chi thuật này rất phức tạp, chẳng qua hắn ỷ vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại mới miễn cưỡng tu thành, hơn nữa không phải là hắn muốn khống chế khôi lỗi tác chiến, mà chỉ là muốn hiểu rõ đạo này, để sau này chiến đấu với người khôi thành sẽ thuận lợi hơn. Lúc trước ta thấy người khôi thành các ngươi có thể thu nhỏ khôi lỗi lại thành viên cầu, các ngươi sử dụng thủ đoạn gì?" Hàn Lập lại hỏi Hắc Đại, "Đó là Sa Tâm Thành Chủ phát minh một loại bí thuật tên là Thu Khôi, kết hợp thuật khôi lỗi và bí pháp không gian làm một, phương pháp cụ thể ở đây." Hắc Đại đã đưa khôi lỗi chi tâm cho Hàn Lập nên không quan tâm chuyện gì khác nữa lập tức đưa bí thuật thu khôi cho hàn lập thuật này có chút phức tạp nhưng hàn lập đã luyện thành khôi chi thuật nên luyện tập một chút đã rất nhanh tập thành thuật này hai tay hắn bấm niệm pháp quyết mấy đạo tinh quang chui vào người kim dực kiêu mặt ngoài khôi lối kim dực kiêu chấp động kim quang khôi lối khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại mấy hơi thở sau đã hóa thành một viên cầu màu vàng rơi vào trong tay của hắn trong lòng hàn lập thỏa mãn khẽ gật đầu không biết lệ đạo hữu còn có vấn đề gì không tại hạ nhất định chi vô bất ngôn trong lòng hắc đại buông lỏng, nịnh nọt hỏi, lần này khôi thành các ngươi tiến vào đại khư, mục đích là gì? Hàn lập thu hồi viên cầu màu vàng, hỏi, sa tâm thành chủ nói, khôi thành chúng ta có hai mục đích, một là đánh chết ách quái, hai là cướp lấy thánh hài. Về phần có thêm mục đích nào khác hay không, tại hạ không được biết. hắc đại suy nghĩ một chút, nói ra, còn có vấn đề cuối cùng, người chỉ cần trả lời rõ ràng, liền có thể rời đi. Ánh mắt hàn lập hơi híp lại, im lặng chốc lát, sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi. Mời lệ đạo hữu nói, trong lòng hắc đại dùng mình, vội mở miệng nói ra. Nữ tử váy đen đi theo bên cạnh sa tâm thành chủ, ta nghe các người gọi nàng là tiểu tử, người biết gì về nàng không? Người này đến khôi thành khi nào? Hàn lập chậm rãi hỏi, tại hạ ở khôi thành có thân phận thấp kém, tiểu tử cô nương một mực đi theo bên cạnh sa tâm thành chủ, hơn nữa tính cách nàng có chút quái gở, không hề nói chuyện với ngoại nhân. Vì vậy tại hạ biết về nàng không nhiều lắm, chỉ biết nàng có thiên phú về khôi chi thuật, thành chủ rất coi trọng nàng. Về phần nàng đến khôi thành khi nào, tại hạ một mực bế quan từ mấy trăm năm trước, mới ra trước đây không lâu thì khi đó tiểu tử đã xuất hiện rồi. Nghe nói nàng tới khôi thành hơn trăm năm trước, hắc đại suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế. Hàn lập nghe nói thế, im lặng đứng đó, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói tốt, người có thể rời đi. hắc đại nghe vậy vui vẻ, ôm quyền thi lễ với hàn lập một cái nhanh chóng rời khỏi mặc kệ con khôi lỗi ngân báo đã bị hủy diệt kia hàn lập đứng yên tại chỗ một lát thở nhẹ ra một hơi sắc mặt khôi phục bình tĩnh trước thu lại bộ khôi lỗi bạch lang của trác qua tiếp đó cất bước đi tới bên cạnh huyết trì khắp huyết đại trận đã nứt toác năm pho tượng bên cạnh huyết trì cũng đã tan vỡ hoàn toàn bất quá huyết trì lại không tổn hại bao nhiêu hắn nhìn lại phía huyết trì lần cuối sắc mặt hơi ngẩn ra Quang môn huyết sắc dưới đáy ao giờ phút này đã không thấy bóng dáng, chẳng biết biến mất từ lúc nào. Một bóng người giờ phút này đang nằm dưới đáy ao, không nhúc nhích, chính là Phù Kiên. Ánh mắt hàn lập lóe lên, thả người nhảy xuống, đi tới bên cạnh Phù Kiên, thần thức tìm tòi. Các nơi trong cơ thể Phù Kiên hầu như không còn chỗ nào tốt, vô luận là bắp thịt hay là lục phủ ngũ tạc, toàn bộ đều đã đến bờ sụp đổ, mắt thấy sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, nguyên anh trong đan điền cũng gần như tan vỡ rồi. Tuy rằng trên người y còn lưu lại một chút khí tức nhưng thực sự đang tiêu tán rất nhanh, e rằng không bao lâu nữa sẽ triệt để biến mất. Hàn Lập không có hảo cảm với Phù Kiên, hai người lúc trước còn có xung đột, chỉ là chứng kiến bộ dáng của y hiện tại, cảm thấy có chút thổn thức. Chẳng qua là hắn đương nhiên sẽ không vì y mà xuất thủ cứu chữa, huống chi hắn cũng không có thủ đoạn nghịch thiên kia, rất nhanh liền rời ánh mắt đi, nhìn lại chỗ quang môn huyết sắc lúc trước. Nhưng mà lúc này nơi đó đã trống không, một chút dấu vết cũng không để lại, dường như chưa bao giờ có cái quang môn kia. chương 972, thủ oán cá nhân, ánh mắt Hàn Lập chấp động, nhìn lại chung quanh, mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn ở hậu điện đã tìm được trận đồ khắp huyết đại trận nhưng tại sao trận này lại xuất hiện ở nơi đây, còn cô khí huyết chi lực trong quang môn huyết sắc là từ chỗ nào đến, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bộ dạng ách quái, chỉ sợ lão ta biết rõ được gì đó. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lên trời, ý niệm trong đầu liên tục chuyển động ách quái và sa tâm đều không chút do dự rời bỏ nơi đây, xem ra bộ thánh hải kia tất nhiên sẽ không ở chỗ này, hơn phân nửa dấu ở chỗ sâu trong đại khư. Bất quá vì truy tìm tử linh, cũng vì thoát khỏi tích lân không cảnh này, dù nguy hiểm, hắn cũng không thể lùi bước. Hàn lập thở ra một hơi, dường như phun ra hết mọi lo lắng trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hai tay hắn nắm lại, bên ngoài thân rực rỡ bạch quang, toàn thân hiện ra rậm rạp chẳng chịt quang điểm huyền khiếu, có chừng 475 chỗ. Vừa rồi mặc dù bị chắc qua phá rối nhưng hắn vẫn mượn nhờ lực lượng khắp huyết đại trận trước khi tan vỡ, tu luyện viên mãn ba tầng đầu của thiên sát chấn ngục công. Huống chi, trưởng thiên bình trong cơ thể hắn đã thu nạp hơn phân nửa lực lượng khắp huyết đại trận, ngày sau tiếp tục lấy ra dùng còn có thể đả thông những huyền khiếu khác. Lúc này tuy rằng tu vi của hắn vẫn không phải là đối thủ của ách quái hay sa tâm nhưng trừ hai người bọn họ ra thì những người huyền thành và khôi thành khác đều không phải là đối thủ của hắn. Mà với tốc độ thân pháp của hắn hiện nay, coi như đối mặt ách quái và xa tâm thì bỏ chạy thoát chết cũng nắm chắc vài phần. Hàn lập rất nhanh thu liễm bạch quang bên ngoài thân, thả người đáp xuống mặt đất. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết trì bên kia. Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn đang ngây ngốc đứng ở đó, không có nhúc nhích. Hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, trên đầu hai người lóe lên tinh quang, mấy đạo xiềng xích óng ánh bắn ra. Thân thể hai người Thần Dương khẽ động, lập tức khôi phục lại. Hai người nhìn lại chung quanh, mắt thấy trong đại điện là một mảnh hỗn độn, so với trước còn bị hủy hoại nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ hàn lập ở đây, những người khác đều không thấy bóng dáng, mặt không khỏi biến sắc. Lệ đạo hiếu, ngươi, ta, thần dương nhìn hàn lập, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nói chuyện ấp a ấp úng. Người khôi thành đã đi hết, nếu các người muốn đuổi theo họ thì hãy đi đi. Hàn lập nhàn nhạt một câu, rồi không để ý đến hai người nữa. Thân hình hắn nhóa một cái hóa thành một sợi khói xanh, theo lỗ thủng trên vách tường phóng đi ra bên ngoài hàn lập đưa mắt nhìn qua bốn phía lông mày không khỏi hơi nhíu lại trong bí cảnh đại khư này thần thức lực của hắn không có nhiều tác dụng chỉ có thể cẩn thận dò xét một ít chấn động bốn phía lưu lại trong hư không để phán đoán đám người xa tâm rốt cuộc đã đi nơi nào nhưng mà thời gian đã khá lâu dấu vết lưu lại trong hư không đã thực sự tán loạn hắn chỉ có thể chọn đại khái một phương hướng thân hình nhảy lên đuổi theo hướng đó hôm nay trên người hắn coi như tràn đầy một cỗ lực lượng không dùng hết Giơ tay nhấc chân còn chưa kịp thích ứng, một thân lực đạo còn chưa vận chuyển tự nhiên, trong lúc không chú ý lại mang theo một hồi thanh âm nổ đùng đoàng. Sau mấy động tác mau lẹ, thân ảnh của hắn đã chạy về phía xa. Ven đường vẫn là mảng lớn phế tích của kiến trúc, đổ nát thê lương, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong lòng Hàn Lập vẫn luôn nghĩ đến nữ tử lụa đen gọi là tiểu tử kia, căn bản không rảnh đi dò xét những địa phương này, vẫn luôn một đường theo đuổi không bỏ. Ba ngày sau, Hàn Lập đi tới một mảnh lâm viên hoang phế hành lang lượn quanh, ở giữa phân bố từng hòn non bộ hình dáng khác nhau lớn nhỏ không đều, diện tích khá rộng lớn. Hắn chạy dọc theo hành lang lâm viên tiến về phía trước, chợt nghe bên trái phía trước dường như có từng trận thanh âm binh khí giao kích chuyển đến, còn kèm theo một vài tiếng quát có chút quen thuộc. Hàn lập nhướng mày, đè ép chấn động tinh thần chi lực trên người xuống, không có tung người lên cao, mà cẩn thận tiềm phục đi tới. Ra lâm viên, đi về phía trước hơn 10 dặm, đi qua một mảnh phế tích san sát, hắn đi tới một hố sâu cực lớn có đường kính khoảng chừng mấy vạn trượng. Hắn núp sau một vách đá xanh đổ nát trước kia được dùng làm bình phong ở cổng sau, dò xét phía dưới. Chỉ thấy trong hố sâu, thanh âm nổ vang không ngừng. Một nữ tử đang mặc cốt giáp màu trắng, một tay nắm một cây bạch cốt tiên, một tay cầm một cây cốt thương màu trắng, thân hình tung bay lên xuống dưới đáy hố sâu. Trong lúc chiến đấu, cốt tiên uốn lượn giống như vật sống, không ngừng bổ đánh đến một nam tử mặc hắc giáp cầm chiến đao. Chỗ bóng roi rơi xuống, bạch quang nhanh chóng chợt hiện, kèm theo nhiều tiếng sấm sét nổ vang, làm hư không chấn động không thôi. Quả nhiên là nàng, Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, bạch y nữ tử kia không phải ai khác, chính là cốt thiên tầm, mà người đang giao chiến cùng nàng lại chính là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong. Trên người của gã chẳng biết lúc nào đã đổi sang một bộ ma giáp màu tím, phía trên có tử quang mãnh liệt. Gã dùng áo giáp đối chiến với trường tiên của cốt thiên tầm, hoàn toàn tiếp nhận được công kích của nàng, trên tay gã còn nắm một thanh bạch cốt chiến đao, không ngừng tiếp cận cốt thiên tầm. Ngay bụng cốt thiên tầm có ba lỗ máu, máu tươi đã nhuộm thành từng mảng trên quần áo của nàng, thoạt nhìn tựa như những bông hoa mai nở rộ trong tuyết. Có thể thấy được, nàng đã rơi xuống hạ phong, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt hàn lập trách đi, phát hiện trên mặt đất cách hai người không xa có một cỗ thi thể nữ tử đang nằm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, chỗ ngực thủng một lỗ máu. Chính là nữ tử mềm mại đáng yêu lúc trước đi theo thạch trảm phong. Một hồi âm thanh keng 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 vang lên, Trường Tiên Cốt Thiên Tầm quấn lấy trường đao trong tay Thạch Trảm Phong, mũi nhọn như linh xà thổ tín đâm thẳng vào mặt Thạch Trảm Phong. Thạch Trảm Phong lui về phía sau, kéo mạnh trường đao một cái, cốt tiên quấn trên thân đao lập tức siết chặt. "Phá cho ta!" Trong miệng gã hét to một câu, tinh khiếu trên trường đao sáng rõ quang mang, một cỗ tinh thần chi lực vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm ầm, liên tiếp thanh âm nổ đùng vang lên, cốt tiên màu trắng nứt ra từng khúc, nổ tứ tán. Cốt Thiên Tầm bị kinh khí trùng kích, thương thế trên bụng lại nặng thêm, lảo đảo lui về sau một bước. Thạch Trảm Phong đã cầm đao phóng tới, bổ xuống một đao trầm trọng. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm tái nhợt, một tay nắm cốt thương, giơ lên trên đón đỡ, va chạm với chiến đao. Một cổ cự lực đánh xuống, hắc thạch dưới mặt đất vỡ vụn ầm ầm, hai chân Cốt Thiên Tầm đều bị lún xuống đến tận đầu gối, miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thạch Trảm Phong dùng đao đánh văng cốt thương của Cốt Thiên Tầm, hoành đao đưa ngang lên cổ nàng, sắc mặt ngoan lệ hỏi, là ai sai khiến người đánh lén ta? Ánh mắt cốt thiên tầm có chút hoảng hốt, liếc qua cỗ thi thể xa xa kia, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Vừa rồi nếu không phải nữ tử kia không tiếc tính mạng, thay thạch trảm phong ngăn lại một kích thì nàng đã có cơ hội giết gã rồi. Muốn giết cứ giết, hỏi nhiều vô ích, cốt thiên tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Thiên cơ điện bên kia vẫn chờ ta đấy, không rảnh lề mề với ngươi. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhấc lên, chém xuống đầu nàng. Lúc này, một tiếng vèo xé gió vang lên, một viên hỏa cầu bắn tới, bong, một tiếng đánh lên trường đao của Thạch Trảm Phong, lực đạo to lớn quả thực không thể tưởng tượng, trực tiếp đánh cho gã lảo đảo. Thạch Trảm Phong liếc qua dấu vết trên cốt đao, phát hiện đó là một hòn đá đã nung đỏ tan chảy, đang chậm rãi chảy dọc theo thân đao rơi xuống. Gã vội quay đầu nhìn lại phía xa, liền thấy một bóng người cao lớn trong tay đang cầm ba bốn hòn đá to chừng hạt đào tung hứng lên xuống chậm rãi đi tới bên này là ngươi khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia thạch trảm phong không khỏi biến sắc kinh ngạc nói lệ đạo hữu ánh mắt cốt thiên tầm phức tạp cũng lẩm bẩm nói đại điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ khóe miệng hàn lập mỉm cười vui vẻ nói ra thạch trảm phong nhìn hàn lập trước mặt con mắt không khỏi hơi nhíu lại trong nội tâm hiện lên một cảm giác khác thường cảm giác người trước mắt này có chút không giống với người trong trí nhớ gã như thế nào lệ đạo hữu muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa ta với ả thạch trảm phong nhướng mày hỏi nàng cùng ngươi có thụ oán cá nhân hay không ta không cần biết nhưng ta và nàng còn có việc mời đại điện hạ tránh sang một chút hàn lập tiếp tục đi tới nhàn nhạt nói ra